Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1501, Phượng Ngô Tủy 1. Đoạn tục đan, đoạn chi cũng có thể nối tiếp, cực kỳ nổi danh, nguyên nhân chính là như thế, luyện chế rất khó. Phẩm cấp đan dược, ở trong cấp 7 cũng bài danh khá cao, luyện đan sư thất tinh bình thường cũng khó hoàn thành, bọn họ làm sao có thể làm được. Thượng cửu lưu chức nghiệp, vượt qua ngũ phẩm, mỗi một cấp bậc tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Thất tinh cùng lục tinh, mặc dù chỉ cách một cấp, nhưng giống như thánh giả cùng linh cảnh, không thể so sánh nổi. Thậm chí cùng là thất tinh, hạ phẩm cùng thượng phẩm cũng có thiên địa khác biệt. Nói cách khác, mặc dù bọn họ đều đạt đến luyện đan sư lục tinh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, nhưng muốn luyện chế đoạn tục đan mà luyện đan sư thất tinh thượng phẩm mới có thể luyện chế, còn không thể nào làm được. Cái này, chỉ sợ chúng ta lực bất tòng tâm. Lỗ Đan sư cười khổ một tiếng, nhịn không được lắc đầu ta biết độ khó mới hy vọng các ngươi liên thủ trương huyền nói liên thủ chúng ta không phối hợp qua sao có thể liên thủ mọi người lắc đầu luyện đan không phải chiến đấu không phải thi triển võ kỹ có thể phối hợp có thể chiếu ứng lẫn nhau mỗi một vị luyện đan sư đều có phương pháp và trình tự của mình cùng một chỗ luyện chế thường thường sẽ xuất hiện sai lầm nhẹ thì dược liệu phế toàn bộ nặng thì nổ lô Liên hợp luyện đan cũng có, nhưng phần lớn đều là đồng môn sư huynh đệ, phối hợp vượt qua 10 năm, mấy chục năm, lẫn nhau lý giải, tâm ý tương thông, mới có thể thân mật vô gian, không tì vết chút nào. Audio điện tử võ tấn bền. Giống như bọn họ, đều đắm chìm trong thế giới của mình mấy trăm năm, có thuộc phong cách của mình, thật muốn liên thủ, không luyện được đan dược chỉ là phụ. Làm không cẩn thận, toàn bộ danh sư học viện sẽ bị nổ bay. Đoạn tục đan, thân là đan dược cấp 7, trong đó ẩn chứa năng lượng đã tương đương thánh giả tứ trọng, một khi không may xuất hiện biến cố, chỉ bằng mấy thánh giả nhất trọng như bọn hắn muôn áp chế, gần như không có khả năng làm được. Cái này không cần lo lắng, chỗ này của ta có mấy bộ thủ pháp luyện đan, hy vọng các ngươi có thể mau chóng học được, còn phối hợp như thế nào, đến lúc đó chỉ cần nghiêm ngặt nghe theo ta thì sẽ không có vấn đề gì. Trương Huyền lấy ra mấy quyển sách đưa tới đúng là hắn giảng bài xong, cẩn thận cân nhắc phương pháp luyện chế đoạn tục đan viết ra. Thủ pháp, đám người lỗ đan sư tiếp nhận, cúi đầu nhìn sang. Mỗi người bọn họ cầm tới đều không giống nhau, bất kể tên, hay thủ pháp luyện đan, đều tự thành hệ thống. Yên vũ luyện đan pháp, lỗ đan sư nhìn một lần, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Bộ yên vũ luyện đan pháp này, coi trọng gió nhẹ hóa mưa, nhuận vật im ắng, thủ pháp cao xa, bình sinh chưa bao giờ thấy qua, lấy trình độ hiểu biết của luyện đan sư lục tinh đỉnh phong như hắn, có thể đoán được, chỉ cần luyện thành, trình độ luyện đan tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần tu vi đến, xung kích luyện đan sư thất tinh, dễ như trở bàn tay. Trọng yếu nhất là, cùng công pháp thu luyện trong cơ thể hắn hoàn mỹ phối hợp, bộ thủ pháp này, không chỉ luyện đan, thực lực cũng có thể phát huy tốt hơn. Bản công pháp này, cùng linh quy chân khí của ta hợp lại càng tăng thêm sức mạnh bản công pháp này của ta hoàn mỹ dung hợp. Những người khác nhìn xong, từng cái con mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được hô lên. Quay đầu nhìn lại, mấy vị bằng hữu của lỗ đan sư đều đọc qua thư tịch, lông mày nhịn không được cuồng loạn. Mấy bộ thủ pháp này, thế mà hoàn mỹ phù hợp với pháp quyết, lực lượng mấy người bọn họ tu luyện, tìm không ra chút thiếu sót. Nói cách khác, là trương sư chuyên môn vì mấy người bọn họ thiết kế. Chuyên môn thiết kế thủ pháp luyện đan, lượng thân mà làm. Cái này cần lý giải luyện đan sâu bao nhiêu mới có thể làm đến. Coi như luyện đan sư thất tinh đỉnh phong nhất cũng làm không được. Cái này, cái này. Hắn phát hiện vấn đề này, những người khác cũng phát hiện, cả đám mở to hai mắt nhìn, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, tràn đầy sùng bái. Trước đó nghe giảng bài, chẳng qua cảm thấy bội phục, mà bây giờ, là thật bị học thức của thanh niên trước mắt này thuyết phục. Trương sư chuẩn bị xong dược liệu kia, theo ta được biết chủ dược của đoạn tục đan là đoạn tục thảo, là thánh dược rất ít gặp. Sau khi hết khiếp sợ, lỗ đan sư nhịn không được nhìn qua. Không bột đố gột nên hồ. Luyện đan, dược liệu là trọng yếu nhất, có điều, dược liệu của đan dược cấp 7, phong hào đế quốc tìm ra không khó, nhưng ở Hồng Viễn Thành lại cực kỳ không dễ dàng. Nhất là đoạn tục thảo làm chủ dược, cực kỳ thưa thất, không cách nào trồng trọt không nói, còn sinh ở chỗ độc trùng vô số, coi như thánh giả tứ trọng muốn có được cũng không dễ dàng như vậy. Đoạn Tục Thảo, ta đã xin tổng bộ luyện đan sư công hội. Trương Huyền nói. Nhận được đan phương Đoạn Tục Đan, hắn biết Đoạn Tục Thảo làm chủ dược ở Hồng Viễn Thành là rất khó mua được, liền trực tiếp xin tổng bộ. Xin tổng bộ. Lỗ Đan sư cùng mấy vị đan sư khác nước mắt nhìn nhau, đồng thời sửng sốt. Giá trị của Đoạn Tục Thảo cao như vậy, có thể xin nhận được. Thánh dược như đoạn tục thảo, coi như mua ở tổng bộ, vẫn cần phải hao phí đánh đổi cực lớn, ít nhất mấy trăm thậm chí trên ngàn linh thạch thượng phẩm, xin. Làm sao có thể? Hướng tổng bộ mua sắm cùng hướng tổng bộ xin, cái này là hai chuyện khác nhau. Xin bình thường là chỉ tổng bộ trợ giúp, không thu lệ phí, mà mua sắm là phải trả tiền. Thứ này có thể dựa vào xin có được, nếu đơn giản như vậy, luyện đan sư tổng bộ chỉ sợ sớm đã bị luyện đan sư phía dưới xin không còn cả quần. Ta đúng lúc giải quyết vấn đề cho một gia hỏa, hắn mở miệng cam đoan xin giúp ta. Có lẽ có thể a." À. Trương Huyền suy nghĩ một chút nói. Truyền tin bích chỉ có thể tiếp thu tin tức, mà truyền tin ngọc phong của luyện đan sư học viện hoàn toàn có thể truyền tới hình ảnh đối diện. Trước đó, thời điểm khảo hạch luyện đan sư, từng có người truyền tới hình ảnh luyện chế đan dược, hắn ra tay giải quyết mấy chỗ sai lầm, được đối phương bội phục lúc này mới nói giúp hắn xin. Nghe khẩu khí của đối phương rất đơn giản, chẳng lẽ lừa gạt mình. Lỗ đan sư sững sờ, khẽ nhíu mày. chương 1502, Phượng Mô Tủy 2. Xem như luyện đan sư ở tổng bộ, không có địa vị nhất định, muốn xin dược liệu cũng rất khó. Người nói vị luyện đan sư này tên gì? Hình như gọi là Ngô Hóa Vũ, lúc ấy truyền lại hình ảnh luyện đan sư có hơn 10 vị, chỉ hắn nói nhiều nhất trương huyền cẩn thận nhớ lại một chút nói còn chưa dứt lời chỉ thấy mấy lão giả trước mắt trong mắt sắp rơi trên mặt đất cả đám dọa đến phát run làm sao vậy thấy bộ dáng này của bọn họ trương huyền nhíu mày trương sư nhưng biết ngô hóa vũ là ai không bờ môi của lỗ đan sư run rẩy ta làm sao biết là ai nói nhảm thật nhiều người lại đần cực kỳ ngốc làm sao các ngươi nhận biết trương huyền nhịn không được nói ngốc khổ khổ. Lỗ đan sư suýt chút nữa sặc nước bỏ chết, thấy vị trước mắt này quả thực không biết, đành phải cười khổ lắc đầu. Ngô hóa vũ ngô đan sư là hội trưởng luyện đan sư phân bộ ở Thanh Nguyên Đế Quốc. Luyện đan sư thất tinh đỉnh phong. Mấy người khác cũng vội vàng gật đầu, cả đám sắp khóc. Coi như người không biết ngô hội trưởng thì cũng thôi, nói người ta ngốc. Đây chính là luyện đan sư số một của Thanh Nguyên Đế Quốc. Ở trong miệng ngươi lại không phải là cái gì mấu chốt nhất là còn giúp hắn giải quyết vấn đề vị trước mắt này đến cùng là dạng quái thai gì hội trưởng tên kia là hội trưởng khó trách trương huyền giờ mới hiểu được nhẹ gật đầu không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa nếu là hội trưởng nói giúp ta xin liền khẳng định có thể xin được còn dược liệu phụ trợ khác cấp bậc không cao ta liệt kê một danh sách còn phải phiền phức mấy vị giúp ta tìm nói xong lấy ra giấy trắng bút lông ghi lên các ngươi là luyện đan sư, con đường rộng, trước giúp ta mua lại, tiền không đủ, ta có thể dùng đan dược cấp 6 hối đoái. Đưa phương thuốc tới, Trương Huyền nói. Làm phiền người khác hỗ trợ tìm, tự nhiên không thể để bọn hắn bỏ tiền. Đúng lúc trong tay hắn còn thừa lại không ít đan dược cấp 6, hoàn toàn có thể dùng để hối đoái dược liệu. Những dược liệu còn lại này, giá trị cũng không cao. Tiếp nhận phương thuốc, lỗ đan sư nhìn một lần, mở miệng nói không cần trương sư bỏ tiền, trong tay chúng ta tư tàng một chút, có lẽ có thể mua. Một là báo đáp ân giảng bài, thứ hai, cũng coi như đổi trương sư truyền thụ cho thủ pháp luyện đan. Làm túc lão của luyện đan sư công hội, trên người tư tàng dược vật khẳng định không ít, đoạn tục đan xem như đan dược cấp 7, chủ dược có rồi, cái khác bọn họ vẫn có thể kiếm được. Làm luyện đan sư lục tinh đỉnh phong, túc lão của danh sư học viện, nghe xong khóa của đối phương, lại lấy không thủ pháp luyện đan độc môn, không báo lại vài thứ, thực sự là không tiện. Mấy bụi dược liệu mà thôi, bọn họ có, trực tiếp cho cũng không tính là gì. Vậy thì đa tả, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, vội vàng ôm quyền. Trương Sư trước không vội cảm kích, ta lời còn chưa nói hết. Lỗ đàn sư liên tục vẫy tay. Mấy chúng ta có thể gom góp dược liệu còn lại, có điều còn có một vị, còn cần Trương Sư đi tìm. Cái gì? Trương Huyền nhìn qua. Chính là, Phượng Mô Tủy ngươi viết ở cuối cùng. Lỗ Đan Sư nói. Phượng Mô Tủy. Trương Huyền cau mày. Cái này, các ngươi tìm không thấy. Loại thuốc này, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, không phải thánh dược, cũng không phải linh dược, thậm chí ngay cả dược liệu cũng không bằng. Vốn cho rằng dễ tìm, liền ghi ở cuối cùng, không nghĩ tới túc lão mấy vị này lại nói tìm không thấy. Phượng Mô Tủy là tinh túy của Phượng Mô Thụ, nắm giữ tác dụng cầm máu, sinh cơ, So với dược liệu khác, quả thực không tính là chân quý, nhưng cực kỳ thưa thớt. Chúng ta quả thực không có, hơn nữa toàn bộ luyện đan sư học viện cùng y sư học viện, chỉ sợ cũng không tìm được." Lỗ đan sư nói. "Luyện đan sư học viện cũng không có, vậy đi nơi nào tìm?" Trương Huyền cau mày. "Luyện đan sư học viện, y sư học viện hẳn là địa phương dược liệu đầy đủ nhất trong danh sư học viện, nếu như bọn họ cũng không tìm được, mình khẳng định càng không tìm được." Trương sư chớ sốt ruột, nói thật, phượng ngô tủy chúng ta không có, nhưng lại biết nơi nào có, nếu mặt mũi của trương sư lớn mà nói, có lẽ có thể tìm được. Lỗ đan sư nói, ô, trương huyền nhìn qua, mong lỗ đan sư báo cho, loại cây phượng ngô, công hiệu lớn nhất, cũng không phải làm thuốc, mà là rèn luyện đàn ngọc, nếu như ta nhớ không sai, mà âm viện có trồng một gốc, nếu như ngươi đi tìm tưởng thanh cầm viện trưởng, hẳn có thể nhận được. Lỗ đan sư nói. chương 1503, lục hạc chi cảnh 1. Ma âm viện. Trương huyền không hiểu. Đúng vậy, phượng ngô thụ có thể để cho phượng hoàng dừng chân, đợi nó trưởng thành, đốn ngã, đặt ở trong nước ngâm 7749 ngày, chế ra thất huyền cầm, thanh âm động lòng người, mang theo lực xuyên thấu cực mạnh, là bảo vật vô số ma âm sư tha thiết ước mơ. Lỗ đan sư giải thích. Phượng ngô thụ ở ma âm viện là tưởng thanh cầm viện trưởng năm tự mình trồng trăm năm trước, niên đại xa xưa, ngày ngày có linh khí bổ dưỡng, cực kỳ chân quý. Có thể có được gỗ tủy trong đó, tuyệt đối có thể để cho dược hiệu của đoạn tục đan tiến thêm một bước. Trương Huyền gật đầu. Đối với chức nghiệp ma âm, hắn một chữ cũng không biết, không nghĩ tới phượng mô tủy còn có dạng lai lịch này. Tốt, ta đi ma âm viện nghĩ biện pháp mua phượng mô tủy. Biết ở danh sư học viện liền có thể tìm tới, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Mua sắm, Tưởng Thanh cầm viện trưởng không màng danh lợi, ta sợ. Chưa hẳn có thể mua được. Lỗ Đan sư lắc đầu. Trương Huyền cau mày. Dù sao mặt mũi của chúng ta khẳng định là không đủ, Trương sư vẫn là đi xem một chút đi, chúng ta cùng vị viện trưởng này không có liên hệ gì, tới cũng nói không nên lời. Tóm lại, Trương sư thật muốn mua, ý kiến của ta là trước đưa danh thiếp thăm hỏi, thái độ thành khẩn chút, xác suất thành công có thể sẽ lớn hơn. Lỗ Đan sư cười khan một tiếng nếu giống như ở luyện đan sư học viện ta sợ sẽ hoàn toàn ngược lại tưởng thanh cầm viện trưởng rất ít cùng người tiếp xúc mặc dù bọn họ là túc lão của luyện đan học viện nhưng cùng đối phương không có tiếp xúc quá nhiều tiếp xúc ít nhưng nhìn ra tính khí cùng bản tính của đối phương không dễ dàng ở chung cung kính đối đãi có lẽ còn có cơ hội nhưng lấy phong cách hành sự của trương sư trước kia vọt thẳng qua trắng trận phá hư sợ sẽ càng thêm phiền phức yên tâm đi, ta vốn không phải người lỗ máng. trương huyền gật đầu. đám người lỗ đan sư tập thể im lặng. người không lỗ máng, làm luyện khí học viện, y sư học viện cùng luyện đan học viện hầu như phế đi. thật muốn lỗ máng, danh sư học viện còn tồn tại sao? tôn cường chuẩn bị một chút, bây giờ chúng ta liền đi ma âm viện. thấy cách thời gian lạc nhược hy cùng hắn ước định còn sớm, trương huyền nói. vâng. tôn cường vội vàng chạy tới một chủ một tớ, hỏi rõ phương hướng, nhanh chân đi đến ma âm viện. Ma âm viện, dưới phượng mô thụ, một lão giả đang an tĩnh đánh đàn. Tiếng đàn lượn lờ, sáu con tiên hạc nghe âm mà múa, xoay quanh ở trên tiểu viện, phát ra từng tiếng thanh minh lanh lành. Hồi lâu, tiếng đàn kết thúc. Ông lão lắc đầu, thở dài một tiếng. Đáng tiếc, vẫn kém một chút. Là viện trưởng yêu cầu quá cao, lục hạc cộng minh, đã là mục tiêu vô số người tha thiết ước mơ, thật muốn đạt tới thất hạc, chỉ sợ đã đến ma âm cảnh thất tinh. Cách đó không xa, một lão giả vuốt dâu nói. Mới vừa đánh đàn, chính là viện trưởng tưởng thanh cầm, mà vị này là ma âm viện ninh viện phó, ninh hải. Những ngày gần đây, từ đầu đến cuối cảm giác bình chứng đang ở trước mắt, đáng tiếc, lại không cách nào đột phá. Tưởng thanh cầm lắc đầu. Cách tiểu viện không xa, tiên hạc vừa rồi phi hành đã rơi xuống, đứng cách đó không xa, an tĩnh loạn chuyển, chừng mười mấy con. Ma âm, giống như những nghề nghiệp khác, cũng chia làm rất nhiều cảnh giới, có thể để cho tiên hạc phi hành càng nhiều, nói rõ cảnh giới càng cao. Tưởng thanh cầm tấu vang tiếng đàn, có thể để cho lục hạc nhảy múa, đã coi như cực kỳ đáng sợ. Đàn tùy tâm sinh, coi như lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng để tâm tình thả lòng, có lẽ có thể một lần hành động đột phá. Ninh viện phó cười nói, cũng phải, nhưng học viện nhiều sự tình như vậy, muốn để tâm cảnh thanh minh nào dễ dàng như vậy. Tưởng Thanh Cầm lắc đầu. Hắn cũng muốn tâm cảnh thanh minh, hoàn toàn rời xa huyên náo, đáng tiếc, thân là ma âm viện viện trưởng, việc vật quấn thân, muốn làm như vậy, nói nghe thì dễ. Lại thêm vừa qua, toàn bộ danh sư học viện gà bay chó chạy, không được an bình, hắn thân ở vị trí cao, cũng không có cách nào. Cũng phải. Ninh viện phó gật đầu, ngón tay rơi vào cổ cầm trước mặt dù sao sự tình khổ sai như làm viện trưởng cho không ta cũng không dám ta chỉ muốn nhàn vân giã hạc mỗi ngày đánh đàn tự nhạc cười nhìn gió mây người nha nhìn thấy bộ dáng của bằng hiếu tưởng thanh cầm cười cười ninh viện phó bên người thực lực không kém hắn hoàn toàn có tư cách làm viện trưởng chỉ là không nguyện ý mà thôi đang muốn nói chuyện chỉ thấy một đệ tử vội vã đi đến lão sư trương huyền trương sư cầu kiến nói xong đưa tới một danh thiếp trương huyền tưởng thanh cầm sướng sờ khóe miệng lập tức co giật hắn đến chỗ của ta làm gì dường như chúng ta không có mâu thuẫn gì a à hát làm sao vậy trương huyền này rất đặc thù thấy bộ dáng này của tưởng thanh cầm ninh viện phó nghi hoặc mặc dù hắn mệnh danh phó viện trưởng nhưng trên thực tế sự tình học viện cơ bản mặc kệ ngày ngày đánh đàn tự nhạc trương huyền động tính huyên náo như thế lớn cũng không cảm giác được nào chỉ đặc thù, tên này quả thực chính là tai tinh, đi đến đâu, chỗ đó gà chó không yên. Tưởng Thanh Cầm đơn giản nói một lần, còn có thiên tài lợi hại như vậy. Ninh viện phó sững sờ. Hắn nghe qua một hạng chức nghiệp như bức, cũng nghe qua hai hạng, nhưng tân sinh 20 tuổi, xông mấy học viện, bó tay toàn tập, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, mà âm viện chúng ta cùng hắn không có chút thù hận, lúc này chạy tới đây làm gì? chương 1504, Lục Hạc Chi Cảnh 2. Vẻ mặt của tưởng thanh cầm cực kỳ khó coi. Hắn làm người đạm bạc, rất nhiều chuyện đều không để trong lòng, nhưng tên này bị lục phong truyền như lang như hổ, coi như hắn cũng có chút e ngại. Vô duyên vô cớ, liền chạy tới ma âm viện, không phải là đến phá ma âm viện chứ. Dựa theo sự tình ngươi mới vừa nói đến xem, ngược lại thật có khả năng. Ninh viện phó cũng lo lắng. Như vậy đi, liền nói ta bây giờ bế quan, không có cách nào gặp. Tưởng Thanh cầm khoát tay áo, dặn dò đệ tử. Như vậy không ổn, người thật không gặp mà nói, tên này thật muốn tới cứng, ta sợ ma âm viện sẽ giống như học viện khác, chết rất thảm. Ninh viện phó vội vàng cắt đứt. Vậy làm sao bây giờ? Tưởng Thanh cầm cau mày. Nói thật, trường huyền này chính là tai tinh, đi đến đâu, nơi đó xui xẻo, nếu có thể lựa chọn, nhất định có thể chạy bao xa thì chạy nếu không trước để cho hắn đi vào đã đưa danh thiếp mà không phải xông vào có lẽ có chỗ chống thương nghị ninh viện phó nói nếu quả thật lợi hại như ngươi nói đối với ma âm cũng có nghiên cứu hoàn toàn có thể để cho hắn chỉ điểm học sinh để thực lực của ma âm viện chúng ta tăng nhiều cũng chưa biết chừng cái này ánh mắt tưởng thanh cầm sáng lên không sai nếu như xem hắn như cơ hội đối với ma âm viện có lẽ thật là một ích lợi lớn cảm khái xong vội vàng dặn dò. Như vậy, người để hắn đi vào A. Mặc dù Trương Huyền rất đáng sợ, nhưng khảo hạch ma âm sư, không cần phiền toái vượt quan gì đó, cũng không cần tu vi, nếu như tên này thật có bản lĩnh, bản thân cũng chưa hẳn không thể hỗ trợ xin ma âm sư lục tinh. Vâng, đệ tử thông bẩm nhẹ gật đầu, không lâu sau, chỉ thấy Trương Huyền cùng một tên mập đi đến. Trương Huyền bái kiến tưởng viện trưởng, ninh viện phó. Đi tới gần, Trương Huyền ôm quyền trên đường tới đã hỏi thăm đệ tử thông bẩm biết thân phận hai người dưới phượng ngô thụ trương sư không cần khách khí chuyện của người ta đã nghe rất nhiều không biết hiện tại tới là cần làm chuyện gì mà âm viện chúng ta nhỏ chịu không được chơi đùa mong người hạ thủ lưu tình tưởng thanh cầm nói ây tưởng viện trưởng nói gì vậy không nghĩ tới đối phương mới mở miệng liền trận đầu hắn trương huyền mang theo xấu hổ vội vàng ôm quyền kỳ thật lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Ồ, liếc mắt nhìn nhau, hai người tràn đầy nghi hoặc, trần chờ một chút, vẻ mặt tưởng thanh cầm thận trọng nói. Chỉ cần không phá hư ma âm Việt, không chạy tới vượt quan, còn có, không cho học sinh của ta gia nhập huyền huyền hội. Ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ hết sức hỗ trợ. Khủ khủ, trương huyền bất đắc dĩ. Đây là cái gì a -Hát? Hắn là khảo hạch bình thường, vượt quan bình thường, hiện tại truyền thành cái gì giống như mình là tai tinh vậy bản thân lại không phải là người như thế lần này tại hạ tới là muốn xin tưởng viện trưởng một chút phượng ngô tủy trong lòng buồn bực trương huyền đành phải nói ra mục đích phượng ngô tủy không được tuyệt đối không được nghe được hắn nói tưởng viện trưởng trực tiếp nổ tung vội vàng vẫy tay nhìn thái độ của đối phương rất tốt còn tưởng rằng muốn từ bỏ làm loạn không nghĩ tới mới mở miệng liền xin Phượng Mô Tủy. Danh sư học viện người nào không biết, Phượng Mô thụ này là mệnh căn của ta. Người mở miệng liền muốn, đây là muốn mạng của ta. Còn không bằng giết ta đi. Cái này, ta sẵn lòng thanh toán thù lao, thậm chí sẵn lòng giá cao mua sắm. Biết thứ này khẳng định rất khó chiếm được, Trương Huyền cũng không do dự, vội vàng nói. Giá cao mua sắm cũng không được. Tưởng viện trưởng lắc đầu, vậy được rồi. Thấy đối phương thái độ kiên quyết, vẻ mặt Trương Huyền bất đắc dĩ. Vậy không biết tàng thư khố của ma âm viện ở nơi nào, lại làm sao khảo hạch ma âm sư? Đã tới, ta muốn thuận tiện kiểm tra một chút. Kiểm tra ma âm sư. Vừa nghĩ tới tên này khảo hạch những nghề nghiệp khác, tạo thành oanh động cùng tai nạn, khóe miệng tưởng viện trưởng co giật, vội vàng vẫy tay. Không được, không được, tưởng viện trưởng không cho ta khảo hạch ma âm sư. Trương Huyền nghi hoặc, không phải vẻ mặt Tưởng Thanh cầm khó coi, lại không biết mở miệng như thế nào. Đối phương thật muốn khảo hạch mà nói, hắn còn thật không có cách nào. Khảo hạch tự do, cũng không thể bởi vì sợ, liền cự tuyệt một vị thiên tài thông qua khảo hạch chứ. Nếu thật như vậy, cũng không xứng làm một danh sư. Viện trưởng, không phải ngươi không cách nào đột phá lục hạ cảnh sao? Tên này đã truyền tà dị như thế, không bằng để hắn chỉ điểm nếu như có thể để ngươi tại chỗ đột phá đến thất hạc cho hắn một chút phượng mô tủy lại như thế nào làm không được vậy liền thật không tiện để hắn trở về đừng đánh chủ ý mà âm viện nữa ninh viện phó thấy bằng hữu nghĩ không ra biện pháp lặng lẽ truyền âm cái này tưởng thanh cầm sướng sờ ánh mắt lập tức sáng lên đúng nha đã lợi hại như vậy có thể để cho luyện đan sư học viện tất cả thầy trò đều cam nguyện làm học sinh dạy vệ nhiễm tuyết sinh lòng bội phục, có lẽ trên ma âm cũng có thể làm được điểm ấy. Thật có thể đột phá đến thất hạc cảnh, liền đại biểu đạt đến ma âm sư thất tinh. Phượng mô tủy tính toán là cái gì? chương 1505, bay đi, tiên hạc. Một, cho ngươi một chút phượng mô tủy cũng không sao, thậm chí có thể không thu bất luận thù lao gì. Nghĩ đến điểm này, tưởng thanh cầm không do dự nữa, trên mặt khôi phục tự tin. Ồ, biết đối phương đột nhiên thay đổi chủ ý, khẳng định có lý do, Trương Huyền nhìn qua. Hiện tại ta biểu diễn đàn ngọc, chỉ có thể để Lục Hạc nhảy múa, nếu như ngươi có thể ở trong vòng một canh giờ, để ta đột phá được Thất Hạc, có thể cho ngươi Phượng Mô Tủy, không thu bất luận phí tổn gì. Tưởng Thanh cầm nói ra mục đích của mình. Lục Hạc, Thất Hạc, đó là cái gì? Đầu óc Trương Huyền mơ hồ. Chức nghiệp ma âm, ta còn chưa tiếp xúc qua, đối phương nói quá mức chuyên nghiệp, hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi, không biết, còn tưởng rằng đối phương luôn mồm muốn khảo hạch ma âm sư, đã có năng lực không kém gì hắn, nghe hỏi ra lời nói nông cạn như thế, tưởng thanh cầm mắt tối sầm lại, suýt chút nữa hộp máu. Cái đồ chơi này, ngay cả học đồ cũng hiểu, ngươi lại không biết, cảm tình đối với chức nghiệp ma âm hoàn toàn không biết gì cả a à hát. Cái gì cũng không hiểu, liền dám cản rỡ, muốn khảo hạch ma âm sư. Ừm, Trương Huyền gật đầu. Được rồi, trong ma âm lực công kích của đàn ngọc mạnh nhất, uy lực cũng lớn nhất, rất nhiều ma âm sư, đều tu luyện cái này, cũng là tiêu chuẩn phán xét cấp bậc. Lĩnh ngộ tiếng đàn càng cao, càng có thể gây nên thiên địa cộng minh, để càng nhiều tiên hạc nhảy múa. Dưới tình huống bình thường, ma âm sư nhất tinh, có thể để cho một tiên hạc nhảy múa, nhị tinh có thể để cho hai con. Cứ thế suy ra, dần ra, cái này cũng thành tiêu chuẩn khảo hạch ma âm sư. Cô nén buồn bực, Tưởng Thanh cầm giảng giải tri thức học đồ đều biết. Hiện tại ta là Ma Âm sư Lục Tinh đỉnh phong, vẫn như cũng chỉ có thể để sáu tiên hạc nhảy múa, bảy con không thể nào làm được. Nếu như người có thế để cho tiếng đàn của ta, bảy tiên hạc đồng thời bay lượn, ta liền cho người phượng Ngô Tủy, bảy tiên hạc đồng thời nhảy múa. Trương Huyền cao mày, không sai. Tưởng Thanh cầm gật đầu. Ta bây giờ cách đột phá chi kém một tia, nếu có thể giúp ta làm được, sự tình khác đều dễ nói làm không được. Mong người lập tức rời ma âm Việt, không nên đến nữa. Cái này, Trương Huyền cúi đầu trầm tư, một lát sau nhìn qua. Ý tứ của ngươi là thời điểm biểu diễn đàn ngọc, chỉ cần có thể để bảy tiên hạc nhảy múa là được. Đúng không? Không sai. Tưởng Thanh cầm gật đầu. Cái này đơn giản, một canh giờ, năm phút đồng hồ cũng không cần. Mỉm cười, trên mặt Trương Huyền lộ ra tự tin vượt qua tuổi tác. Còn tưởng rằng sự tình bao lớn, nguyên lai like chỉ như vậy, vài phút liền cho ngươi. Năm phút cũng không dùng đến. Hai đại viện trưởng ngẩn ngơ. Thật hay giả? Vì từ lục hạc đột phá đến thất hạc, tưởng thanh cầm khổ tu 500 năm cũng làm không được, ngươi 5 phút đồng hồ. Liền có thể chỉ điểm ta đột phá. Ngươi không phải ngay cả lục hạc, thất hạc cũng không hiểu sao. Làm sao có thể chỉ điểm ta đột phá nhanh như vậy? Thật có thể làm được, đừng nói phượng ngô tủy trực tiếp đào cả phượng mô thụ cho ngươi cũng được. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nói ta đến cùng nơi nào có vấn đề, nhiều năm như vậy, còn không cách nào đột phá. Mặc dù trong lòng trần chờ nghĩ tới chiến tích bất bại của tên đối diện, tưởng thanh cầm vẫn lựa chọn tin tưởng, ánh mắt lấp lánh nhìn qua. Ngay cả ninh viện phó ở một bên cũng hiếu kỳ. Dám khoác lác như thế, khẳng định có một ít năng lực đặc thù, để hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ cái này là năng lực của danh sư lĩnh ngộ minh lý chi nhãn đánh đàn đi trương huyền gật đầu được biết rất nhiều chỉ điểm nhất định phải biểu hiện thực lực mới có thể nhìn ra tưởng thanh cầm cũng không do dự ngón tay vạch một cái đàn ngọc trước mắt trong nháy mắt vang lên thanh âm nhàn nhạt, nhạt phảng phất từ trên trời mà đến vang vọng toàn bộ tiểu viện tiếng đàn vừa tiến vào trong tai liền khiến người ta say mê không ngớt cho người ta một loại cảm giác phú hóa thành tiên, tiếu ngạo thương khung. Ma âm là một loại chức nghiệp công kích hồn phách, tu luyện tới cao thâm, tựa như thiên quân vạn mã, lôi đình gió lớn, cường giả thánh cảnh cũng khó chống chọi. Truyền thuyết, ma âm sư vốn gọi là tiên âm sư, hai vạn năm trước, một vị danh sư cửu tinh gặp phải vây công, cầm trong tay đàn ngọc, lấy tiếng đàn dẫn suốt ma linh, chu diệt trăm vạn hùng binh đến đây tiến công. Trận chiến kia, chức nghiệp ma âm vang vọng thiên hạ, người người mới biết cái phụ tu không đáng chú ý này mới được xưng là ma lợi hải thiên đạo chân khí xoay một cái áp lực trong cơ thể biến mất trương huyền kìm lòng không được hoảng sợ nếu như không phải sớm phòng bị chỉ sợ lần này đã bị tiếng đàn mê hoặc không cách nào nhúc nhích xem ra cho dù là hạ cửu lưu chức nghiệp chỉ cần tự thành hệ thống đều có năng lực không thể thay thế nếu không cũng không có khả năng truyền thừa vài vạn năm kéo dài không suy ừm tưởng thanh cầm nhướng mày. Vốn định cho thanh niên này một hạ mã uy, cho nên trong tiếng đàn thêm một chút năng lực công kích. Vốn cho rằng, y theo tu vi của đối phương, tất nhiên sẽ trầm mê trong đó, khó mà tự kiềm chế, không nghĩ tới một cái nháy mắt, ánh mắt liền trong suốt, kìm lòng không được âm thầm bội phục. Khó trách có thể làm cho cả danh sư học viện như gặp phải đại địch, lục phong viện trưởng phát điên, thanh niên này, tuổi không lớn lắm, nhưng quả thực có thiên phú và năng lực thường nhân khó chống lại. Hô hô hô. Chương 1506, bay đi, tiên hạc. Hai. Trong lòng bội phục, không tiếp tục công kích, tiếng đàn lập tức trở nên nhu hòa, tiên hạc ở một bên không ngừng đi dạo, nghe được tiếng đàn, trong tiếng kêu to, uyển chuyển nhảy múa. Một con, hai con, ba con. Càng ngày càng nhiều, không lâu sau, liền có sáu con bay về phía không trung, dọc theo tiếng đàn không ngừng nhảy múa, nhìn thấy tiếng đàn quả nhiên có thể dẫn tới tiên hạc nhảy múa trương huyền nhịn không được tán thưởng hắn tinh thông vu hồn sư mặc dù có đôi khi nói chuyện cũng mang theo hiệu quả ma âm để cho linh hồn người ta mê muội nhưng muốn để nhiều tiên hạc như vậy dựa theo âm luật nhảy múa vẫn là làm không được trương sư đây chính là lục hạc nhảy múa hiện tại ta muốn đến thất hạc chính là làm không được người nói ta phải làm như thế nào mới có thể đột phá thấy lục hạc bay lên tưởng thanh cầm cười cười, thanh âm vang vang. Mặc dù tuổi tác hắn lớn, nhưng thanh âm nghe như ca hát, cho người ta một loại cảm giác thoải mái dễ chịu, lại phối hợp tiếng đàn, mỹ diệu không nói ra được. Được, nghe đối phương nói, Trương Huyền mỉm cười, không nghe nhiều nữa, quay người lại, đi đến địa phương của đám tiên hạc. Cái viện này, có chừng mười mấy con, trừ bay lên sáu con, còn có mười mấy, đều là tưởng thanh cầm nuôi nhốt từ nhỏ, cực kỳ nghe lời, Giờ phút này đều an tĩnh đứng tại chỗ, tựa hồ hưởng thụ nhạc khúc, tùy thời có thể bay vọt lên. Bắt đầu đi. Khoảng cách những tiên hạc này còn hơn 10 thước, Trương Huyền hoạt động gân cốt, duỗi lưng một cái, hít sâu một hơi. Thiên đạo thân pháp, thiên đạo quyền pháp. Trong lòng la hét, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh. Bành 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 bành, liên tiếp 10 thanh âm nắm đấm vào thịt, 10 con tiên hạc yên tĩnh đứng tại chỗ. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cả đám kẻ ở trên tường, đập ra cái hố lớn nhỏ không đều. Mắt tưởng thanh cầm tối sầm lại. Vốn nghĩ trương sư này muốn đưa ra ý kiến gì, tiến hành chỉ điểm, nhìn thấy hắn một chiêu đánh tiên hạc của mình lông tóc bay loạn, đầu cắm vào trên tường, tức giận đến suýt chút nữa tại chỗ ngất đi. Đinh! Một lúc tình thế cấp bách, dây đàn đứt một sợi, nhịn không được nhìn qua, tựa như muốn giết người. Trương sư, người muốn làm gì? cũng khó trách hắn tức giận, những tiền hạc này, từ nhỏ nuôi đến lớn, đều có tình cảm, mặc dù đối phương lưu lại đúng mực, không có đánh chết, nhưng không nói hai lời liền đánh chúng nó liềm xiềng, tức giận đến suýt chút nữa sắp bể mất. Tưởng viện trưởng đừng có gấp, người tiếp tục biểu diễn. Ta lập tức liền để thất hạc nhảy múa. Không để ý tới phẫn nộ của hắn, Trương Huyền quay đầu nói. Lập tức, tưởng thanh cầm tràn đầy nghi hoặc. Ta để ngươi chỉ điểm ta, ngươi không nhìn ta, đi đánh hạc như vậy có thể để cho ta đột phá. Tin tưởng ta, lập tức. Trương Huyền gật đầu. Hừ, nếu như không đạt tới, người đánh tiên hạc của ta, khẳng định phải cho một lời giải thích. Tưởng Thanh cầm tức đến sắc mặt tái xanh, nối liền dây đàn đứt rời, lần nữa nhẹ nhàng phất một cái, tiếng đàn tiếp tục vang lên. Tên này sáng chế quá nhiều kỳ tích, lại thêm vây ở lục hạc cảnh thời gian quá lâu, thực sự quá muốn đột phá, thấy đối phương lời thề son sắt như thế, nhịn không được sinh ra ý nghĩ thử một chút leng keng leng keng tựa như cao sơn lưu thủy thanh âm uyển chuyển tiếp tục chảy xuôi vừa rồi sáu tiên hạc không có bị đòn nghe được thanh âm tiếp tục bay lên uyển chuyển nhảy múa nhìn thấy tưởng viện trưởng có thể nhanh khống chế cảm xúc như vậy diễn tấu tiếng đàn giọt nước không lọt hân hoan nhảy nhót trương huyền nhịn không được âm thầm gật đầu nhẹ nhàng cười một tiếng vẫy bàn tay một cái bay đi tiên hạc nương theo tiếng la của hắn tiên hạc trước đó bị hắn đánh giấy giụa đứng lên đột nhiên kêu to lanh lảnh một con bay thẳng lên xông vào bầu trời thành công ninh viện phó ở một bên con mắt trợn tròn không phải nói chỉ điểm ư một câu không nói chỉ nói bay đi tiên hạc làm sao lại đến thất hạc cảnh hơn nữa nghe thanh âm tiếng đàn của tưởng viện trưởng không có bất kỳ tiến bộ hoặc biến hóa gì a à. ngạc nhiên còn không có kết thúc chỉ thấy một tiên hạc khác lung lay hai lần dường như từ trong trạng thái hôn mê tỉnh táo lại cánh lóe lên cũng kêu to gia nhập trạng thái bay lượn bát hạc ninh viện phó run rẩy mới vừa rồi còn nói là thất hạc cảnh làm sao chớp mắt liền biến thành bát hạc bát hạc là đại biểu ma âm sư bát tinh tiếng đàn của tưởng viện trưởng chưa biến trương sư cũng không chỉ điểm làm sao cảnh giới liền đề cao trong lòng còn đang kỳ quái chỉ thấy tiên hạc trước đó bị đánh vào bức tường, tất cả đều quơ quơ, lắc đầu, cả đám chớp cánh, xông tới bầu trời. 9 hạc, 10 hạc, 11 hạc. Con mắt ngây ngất, Ninh Viện phó không thở nổi. Ma âm sư, cấp bậc cao nhất là cửu hạc cảnh, thời gian nháy mắt, không trung liền bay ra 11 con, không chỉ như thế, vài tiên hạc đằng sau kia vẫn không ngừng bay lượn lên bầu trời. Cái này là làm sao vậy? Chẳng lẽ, Trương sư này thật thần kỳ như thế? không cần chỉ điểm, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể để người ta đột phá. Trong lòng khiếp sợ, đang muốn cảm thụ tiếng đàn của bằng hiếu, có phải càng ngày càng cao thâm hay không, chỉ thấy dây đàn lần nữa đứt đoạn, bằng hiếu giống như rõ ràng cái gì, vẻ mặt cứng ngắc như sắt thép, hai tay đánh đàn cũng ngừng lại. Trương Huyền, ta sao 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 bà ngoại ngươi? Tưởng thanh cầm luôn luôn nho nhã cũng nhịn không được nữa, gào thét như sói. Trương 1507, khảo hạch ma âm sư một. Làm sao vậy? Không nghĩ tới bằng hữu nổi giận như thế, Ninh Viện Phó bối rối. Hắn cùng tưởng viện trưởng, ở chung không dưới 500 năm, chưa hề thấy hắn bởi vì chuyện gì mà tức giận, thậm chí một vị thân truyền làm chuyện sai lầm, hắn trục xuất sư môn, mặt cũng không đổi sắc. Bây giờ lại không để ý thân phận chửi ầm lên, đến cùng làm sao vậy? Xoạt! Nương theo tiếng đàn kết thúc, tiên hạc phi hành trên bầu trời, tất cả đều rơi trên mặt đất, cả đám ngửa mặt lên trời kêu vang, tựa hồ làm sự tình gì, tâm tình vui vẻ. Viện trưởng, người đây là đột phá, hay không đột phá? Ninh viện phó nhịn không được nhìn lại. Ma âm, không giống chức nghiệp thượng cửu lưu, muốn đạt tới cấp bậc cao, tu vi phải sớm đột phá, cực kỳ trực quan, không cần suy nghĩ nhiều. Tiếng đàn của đối phương dẫn đến nhiều tiên hạc như vậy, rõ ràng là cảnh giới tăng lên, nhưng chẳng biết tại sao, mang đến cho hắn một cảm giác, ý cảnh dừng lại tại nguyên chỗ, nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Đột phá cái rắm tưởng viện trưởng đứng dậy, cả người như sư tử gào thét, hận không thể xé nát thanh niên ở cách đó không xa. Không đột phá, vậy vì cái gì những tiên hạc kia? Ninh viện phó cũng không hiểu. Không đột phá, không chung chỉ có thể bay lượn sáu tiên hạc, đây là định lý không đổi của ma âm sư, làm sao sẽ xuất hiện 16 con cùng bay lượn. Vì cái gì, hắn thuần phục những tiên hạc này của ta. Tưởng thanh cầm muốn phát nổ. Nghe đối phương lời thề son sắt, còn thật sự cho rằng, có thể để cho hắn đột phá, ai ngờ tên này không biết dùng thủ đoạn gì, thời gian nháy mắt, liền thuần phục 10 con tiên hạc hắn nuôi. Linh thú bị thuần phục, chỉ nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, tự nhiên để bọn chúng bay liền bay. Còn có thể như vậy. Trước mắt cũng đen lại, ninh viện phó thiếu chút nữa ngất đi. Viện trưởng nói thất hạc nhảy múa, là chỉ cảnh giới đột phá, con mẹ nó người thuần phục tiên hạc có tác dụng rắm gì. Thuần phục tiên hạc, để bọn chúng bay, nếu cái này có thể đại biểu cảnh giới, ta cũng có thể làm cho mấy trăm con tiên hạc cùng một chỗ bay. Tưởng viện trưởng, mới vừa rồi ngươi nói, chỉ cần để bảy tiên hạc phi hành, liền cho ta phượng mô tủy, hiện tại 16 con bay lên. Không phải là muốn quyệt nợ chứ. Không nghĩ tới bản thân vất vả để nhiều tiên hạc đồng thời bay lên như vậy, đối phương chẳng những không hài lòng, còn tức giận, trương huyền nhướng mày, quyệt nợ, quyệt sao 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 ngươi, tưởng thanh cầm suýt chút nữa cắn nát răng, cả người sắp điên rồi, gặp qua vô sỉ, nhưng chưa thấy qua vô sỉ như vậy, người đây là trộm đổi khái niệm a, ý của ta là giúp ta đột phá, mà ngươi thì sao, thuần phục tiên hạc, căn bản là không có hoàn thành, còn hỏi ta muốn phượng mô tủy. ninh viện phó, người phân xử cho ta, vừa rồi có phải hắn nói? chỉ cần thất hạc phi hành, liền cho ta phượng mô tủy hay không? Chẳng lẽ viện trưởng liền có thể khi dễ người? Không nghĩ tới đường đường danh sư, thế mà mở miệng mắng người, Trương Huyền khẽ nói. Cái này, khóe miệng của ninh viện phó co giật. Vừa rồi bằng hữu nói là, nếu như người có thế để cho tiếng đàn của ta làm bảy tiên hạc đồng thời bay lượn, ta liền cho người phượng mô tủy. Mặc dù muốn nói là ý cảnh tăng lên, nhưng từ mặt chữ lý giải, đối phương nói đích thật không sai. Hiện tại không chỉ thất hạc, 16 con hạc cũng bay, chẳng lẽ còn muốn chống chế. Trương sư, tưởng viện trưởng nói tới thất hạc, là chỉ cảnh giới. Đây là thuyết pháp ma âm sư thường dùng, người thuần phục tiên hạc, dùng chính là thủ đoạn thuần thú sư, cùng ma âm khác biệt, cũng không thể cầm năng lực thuần thú chạy đến ma âm học viện. Đổi đồ vật A. À. Trần chờ một chút, ninh viện phó nói. Khi nhục người, là người khi dễ chúng ta A. À người ta nói là cảnh giới, người thuần thú, không nên chơi người như vậy. Ách, Trương Huyền vào đầu, giờ mới hiểu được. Trước đó cho rằng, muốn tiên hạc bay lên là được, không phải đại sự gì, hiện tại xem ra, cũng không phải đơn giản như vậy. Trên ngôn ngữ xuất hiện nhầm lẫn, khó trách. Hắn liền nói sao có thể dễ dàng như vậy. Cảnh giới tăng lên, sớm nói không được sao, như vậy. Tàng thư khố của ma âm viện ở nơi nào, có thể để cho ta vào xem một hồi hay không? Trương Huyền Trần chờ một chút, nói. Đừng nói để bảy tiên hạc phi hành, để một ngàn con cùng một chỗ bay, hắn cũng có thể làm được, nhưng để ma âm sư lục tinh đỉnh phong tăng lên, lại không được. Trước đọc sách mới được. Tàng thư khố. Nghe hắn lần thứ hai nói lời này, ninh viện phó kỳ quái. Phải, tình huống của tưởng viện trưởng, ta có thể nhìn ra một chút, có điều, còn có chút nghĩ không thông, cần điều tra thêm tư liệu, có lẽ có thể linh cân bộc phát, biết giải quyết như thế nào. Trương Huyền nói, thiên đạo thư viện có thể thấy được thiếu hụt, nhưng dưới tình huống khuyết thiếu tri thức đối ứng là không có cách nào giải quyết. Chỉ có đọc sách, để cảnh giới bản thân cũng đi đến trình độ tương đồng đối phương, thậm chí cao hơn, mới có thể tùy tiện hóa giải. Nhưng loại sự tình này không thể nói thẳng, nếu không, khẳng định sẽ bị xem như tên điên ném đi, chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn. Cái này... Ninh viện phó nhìn về phía viện trưởng còn không có nguôi giận. Có nên để hắn đi tàng thư khố hay không? Nhịn không được truyền âm qua. Đọc sách có thể giải quyết vấn đề của ta, ta làm sao đến mức bị nhốt 500 năm? Tưởng Thanh cầm căn bản không tin. Vậy ta liền cự tuyệt. Ninh viện phó nói. Trước không vội, đi tàng thư khố đọc sách, không tính là gì. Như vậy đi, ngươi nói cho hắn biết, để hắn đi cũng không phải không thể. Nếu như vẫn không thể để cho ta tăng cảnh giới lên, thì đừng nhắc lại sự tình Phượng Ngô Tủy." Tưởng Thanh Cầm nói. "Còn có, đọc sách liền đọc sách, nhưng không cho phép ở bên trong gây rối, cũng không thể phá hư." Thư tịch trong tàng thư khố chính là dùng để cho người xem, xem hay không cũng không phải đại sự gì. Chỉ cần không nháo sự là tốt rồi. Đối với gia hỏa này, động một chút lại muốn vượt quan, động một chút lại muốn khảo hạch, hắn cũng có chút sợ. Được Ninh viện phó gật đầu, nói ý tứ của mình cho Trương Huyền. Yên tâm đi, khẳng định không nháo sự. Nghe được có thể đọc sách, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tàng thư khố ở phía sau, ta dẫn người qua. Thấy hắn đồng ý, Ninh viện phó dẫn đường. Biết thời gian đọc sách khẳng định không ngắn, Trương Huyền để tôn cường quay về chỗ ở, bản thân thì đi theo phó viện trưởng. Ma âm viện tàng thư khố, so ra kém tàng thư khố của luyện đan sư, y sư học viện rất nhiều, chỉ không kém kinh hồng viện bao nhiêu, do phó viện trưởng dẫn đầu, không cần học phần cũng có thể vào. Đa tạ phó viện trưởng. Tiến vào bên trong, nhìn thấy thư tịch lít nha lít nhít trước mắt, ánh mắt trương huyền sáng lên. Người ở chỗ này đọc sách đi, có gì cần, có thể sai người nói với ta. Biết đọc sách không có gì quan trọng, ninh viện phó phất tay cáo. Đáp ứng một tiếng, trương huyền không tiếp tục để ý, con mắt rơi vào trên giá sách lít nha lít nhít trước mắt nắm giữ năng lực nhìn sách liền có thể thu vào, liền không khó khăn như trước đó, tinh thần tập trung cao độ, con mắt theo từng quyển từng quyển thư tịch chảy xuôi đi. Vô số thư tịch của ma âm học viện chảy vào trong óc. Tàng thư khố này giống như kinh hồng học viện trước đó, cả ngày không tới một học sinh, Trương Huyền cũng vui vẻ thanh nhàn, không đến mức kinh thế hãi tục. Một quyển, hai quyển, một trăm quyển, hai trăm quyển, một ngàn quyển, hai ngàn quyển. Mấy canh giờ sau, toàn bộ thư khố, mấy trăm vạn thư tịch xem không sai biệt lắm. Trong lòng đối với ma âm cũng có hiểu rõ càng sâu, trong đầu thuận lợi tạo thành thiên đạo bí tịch từ nhất tinh đến lục tinh. Học tập, thấy trong tàng thư khố vẫn không có người, cũng lười tiếp tục động đậy, tìm địa phương rộng rãi khoanh chân ngồi xuống, tinh thần đắm chìm trong óc, bắt đầu từ nhất tinh bắt đầu học tập. Sau ba canh giờ, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Hiện tại hắn, lĩnh ngộ đối với ma âm, đã đạt đến lục tinh, coi như so với Tưởng Thanh Cầm viện trưởng trước đó cũng chỉ mạnh không yếu. Đã đạt đến Ma âm sư lục tinh, vậy liền kiểm tra một chút. Chương 1508, khảo hạch Ma âm sư 2. Đã đạt đến loại cảnh giới này, tự nhiên phải khảo hạch một chút. Khảo hạch danh sư lục tinh, cần tinh thông 6 loại phụ tu chức nghiệp, đồng thời đều đi đến lục tinh. Hiện tại hắn có 4 loại luyện khí sư, y sư, luyện đan sư, kinh hồng sư, còn cần 2 loại đã học tập ma âm, không bằng cùng nhau nghiên cứu được rồi. Nhấc chân đi ra tàng thư khố, nhìn hai bên một vòng, thẳng tắp đi tới ma âm các khảo hạch ma âm sư. Ma âm các khác biệt y sư tháp, là một nơi hình tròn, giống như sân thượng kiếp trước, người muốn khảo hạch ma âm sư, cần ngồi tại ở vị trí chính giữa, biểu diễn âm nhạc, bức tường hồi âm sao động, sông tới bầu trời, thu hút tiên hạc nuôi nhốt trong học viện, quanh quần nhảy múa. Sau đó, thông qua số lượng tiên hạc đánh giá đẳng cấp đi tới vòng tròn phía ngoài gian phòng chỉ thấy một thanh niên của ma âm học viện nằm sấp ở trên bàn ngủ gật hẳn là học viên làm việc ngoài giờ chịu trách nhiệm khảo hạch ở ma âm các vị niên trưởng này ta muốn khảo hạch ma âm sư đi tới bên cạnh trương huyền ôm quyền khảo hạch ma âm sư xoa xoa con mắt thanh niên nhìn thoáng qua mấy tinh trước kia chưa hề khảo hạch qua định từ nhất tinh bắt đầu khảo hạch trương huyền nói từ nhất tinh kiểm tra, có thể, đây là nhạc phổ khảo hạch nhất tinh, nhạc khúc sử dụng nhất định phải từ trong đó lựa chọn, đi vào, chỉ cần có tiên hạc tới, mà âm các sẽ tự động phán định có thông qua hay không. Thanh niên nói xong, từ trong phòng lấy ra một nhạc phổ. Khảo hạch ma âm sư, có âm nhạc riêng biệt, chỉ cần có thể sử dụng âm nhạc này phát huy ra trình độ nhất tinh, coi như thông qua. Được, nhìn qua rất nhiều thư tịch, đã biết quy tắc khảo hạch, Trương Huyền cũng không nhiều lời, gãi đầu một cái. Cái này ta còn không có đàn ngọc, có thể cho ta mượn một cái hay không? Không có đàn, không có đàn người còn qua đây kiểm tra. Thanh niên trợn tròn mắt. Đối với ma âm sư, đàn ngọc chính là đũa ăn cơm, bút viết chữ. Ngươi ngay cả cái này cũng không có, liền muốn khảo hạch. Nói đùa cái gì đó. Học đàn, ngay cả đàn cũng không có, liền muốn kiểm tra, đùa cũng không phải đùa như vậy a. À. Cái này, ta nhớ được, người khảo hạch ma âm sư, nếu như không có đàn ngọc phù hợp, ma âm học viện có thể tạm thời cho mượn dùng." Trương Huyền nói. Nhìn qua nhiều thư tịch như vậy, đối với quy định của học viện sớm đã rõ như lòng bàn tay. Người tham gia khảo hạch, nếu như không có đàn ngọc, học viện có thể cho mượn một cái sử dụng, không tính là vi phạm quy định. Mượn là có thể mượn, nhưng đàn ngọc của học viện, đẳng cấp thấp không nói, cơ bản đều là không biết để bao nhiêu năm, hơi dùng sức liền sẽ hư dùng cái này kiểm tra rất dễ ảnh hưởng thành tích người khẳng định muốn dùng thanh niên nghi hoặc nhìn qua đàn ngọc của học viện giống như vũ khí dùng chung thống nhất chế tạo không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng gì lại thêm nhiều năm không có người dùng qua cổ xưa không chịu nổi có thể sử dụng hay không còn khó nói dùng cái khảo hạch này tỷ lệ thông qua sẽ hạ thấp rất nhiều nguyên nhân chính là như thế không ít người không nguyện ý sử dụng xác định Trương Huyền gật đầu. Hiện tại hắn đi mua đàn ngọc khẳng định không còn kịp rồi, mua được còn cần đủ loại thích ứng, cực kỳ phiền phức, lại thêm bình thường cũng không dùng, còn không bằng dùng của học viện, miễn cho phiền phức. Vậy được rồi. Thấy gặp được một cái không sợ chết, thanh niên nhấc mí mắt, đi vào phòng, không lâu sau, lấy ra một cổ cầm cùng mấy dây đàn hết sức bình thường. Sử dụng cẩn thận chút, cái này là dây đàn dự bị, một khi đứt đoạn, cũng có thể thay thế. Người có một canh giờ, trong vòng một canh giờ một con hạc cũng không dẫn tới nói rõ không qua ải có thể đi về thanh niên thản nhiên nói hắn đối với tên này căn bản không coi trọng nào có học tập ma âm ngay cả đàn cũng không có đàn cũng không có nói rõ trình độ chẳng ra sao cả hàng năm loại gia hỏa không biết trời cao đất rộng này cũng không phải là không có vâng tiếp nhận cổ cầm đưa phí tổn cần thiết trước khảo hạch trương huyền nhấc chân đi vào ma âm các Ma âm các khảo hạch, lấy tiên hạc định đẳng cấp, trận pháp dùng tương đối ít, lại thêm bình thường người khảo hạch không nhiều, cũng không cần học phần, chỉ cần tốn hao một ít linh thạch là đủ. Dọc theo thông đạo tiến lên, chung quanh đều là bức tường nặng nề trùng điệp, phía trên có khắc hoa văn đặc thù, tiếng đàn sao động ở phía trên sẽ bị bắn ra, hình thành lôi âm to lớn. Loại thanh âm này, chỉ có tiên hạc mới có thể nghe được, để chúng nhảy múa. Toàn bộ ma âm các không có bất kỳ ai trương huyền cũng vui thanh nhàn không lâu sau liền đến sân khấu trong nhất cổ tay khẽ đảo đặt cổ cầm lên trên kệ ngón tay đụng thư tịch một cái nhạc khúc khảo hạch đi vào trong óc ca khúc rất đơn giản nhẹ nhàng cười một tiếng học được thiên đạo ma âm lục tinh giờ phút này hắn chỉ bằng vào ma âm so với tưởng viện trưởng chỉ mạnh không yếu dùng nhạc khúc khảo hạch nhất tinh đối với hắn đơn giản đến cực điểm thử cổ cầm một chút ngón tay đáp lên dây đàn nhẹ nhàng gảy, một âm thanh trong trẻo vang lên, phát ra thanh âm len ken tựa như nước suối gõ nham thạch. Cái này học viện phối dùng cổ cầm, mặc dù cảm nhận kém chút, nhưng cũng có thể dùng. Bắt đầu đi, dù sao đều là khảo hạch, Trương Huyền cũng không có gì xoắn suýt, tính tâm trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng gảy, tiếng đàn trên nhạc phổ lập tức chảy ra. Ma âm viện, chỗ ở viện trường. Hắn đọc sách, không làm ra động tính gì chứ. Thấy bằng hữu đi vào tiểu viện, tưởng thanh cầm nhịn không được hỏi không có ninh viện phó lắc đầu nói thật lúc trước hắn cũng có chút lo lắng sau khi rời tàng thư khố không xa liền quan sát mấy canh giờ phát hiện không xuất hiện biến cố lúc này mới yên tâm lại vậy là tốt rồi tưởng thanh cầm thở phào nhẹ nhõm nhíu mày ninh viện phó muốn nói lại thôi làm sao vậy tưởng thanh cầm vội vàng nhìn qua nói thật truyền thuyết của tên này quá ác liệt làm cho hắn nhất kinh nhất xạ. Hắn, buổi sáng hôm nay nhìn xong thư tịch, liền đi ma âm các, đoán không sai, hẳn là đi khảo hạch ma âm sư. Ninh viện phó nói, ra mặt tưởng thanh cầm nhảy một cái. Hắn không phải cái gì cũng không sao, khảo hạch ma âm sư cái gì. Ta cũng không rõ ràng, sợ lại phá hư, lặng lẽ đi theo, trốn ở bên ngoài quan sát, phát hiện. 15 con tiên hạc chịu trách nhiệm khảo hạch, thế mà lục tục ngo ngoe bay vào, lại không đi ra. Ninh viện phó nhíu mày nói. Ma âm các, cũng nuôi một chút tiên hạc để ma âm sư khảo hạch, tổng cộng 15 con. Cùng bay vào, coi như hắn khảo hạch ma âm sư lục tinh, 6 con là đủ, 15 con cùng bay vào, làm gì? Tưởng thanh cầm kỳ quái. Khảo hạch lục tinh, cũng chỉ cần 6 tiên hạc, 15 con đều bay qua. Làm sao nghe xong đã cảm thấy không đáng tin cậy như thế? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đến thương nghị với ngươi ninh viện phó gật đầu nói thương nghị có gì có thể thương nghị nhanh qua nhìn một chút tên này sẽ không đánh chết tất cả tiên hạc nướng ăn chứ nhớ tới trước đó thanh niên làm ra đủ loại quái sự sắc mặt tưởng thanh cầm tái xanh cũng nhịn không được nữa đột nhiên đứng dậy đang muốn cùng bằng hữu qua nhìn một chút liền nghe được cửa sân cách đó không xa mở ra một cái đầu chui vào cái kia tưởng viện trưởng ta muốn khảo hạch ma âm sư, nhưng... Hạc không đủ, có thể cho ta mượn vài con không? Vẻ mặt Trương Huyền lúng túng nói. Mượn vài con. Tưởng thanh cầm lão đảo, ninh viện phó cũng chừng to mắt. Hạc không đủ. Đây chính là dòng giã 15 con. Ma âm viện khảo hạch nhiều năm như vậy cũng đầy đủ, làm sao đến phiên ngươi liền không đủ. Ngươi, đến cùng làm gì? Hai đại viện trưởng buồn bực sắp muốn khóc. linh 1509, Ma âm sư ngũ tinh một. Thời gian trở lại ma âm các, tiếng đàn của Trương Huyền vang lên, trải qua bức tường bốn phía, càng ngày càng vang dội, thẳng tắp phóng lên thiên không. Tiếu tiếu, thanh âm vang vọng không lâu, liền nghe một tiếng hạc minh, một con tiên hạc bay tới, như cảm thụ được tiếng đàn mỹ diệu, uyển chuyển nhảy múa. Quả nhiên tới một con, ánh mắt hắn sáng lên, có tiên hạc bay lượt, đã nói vừa rồi hắn diễn tấu phương hướng là đúng, đã thông qua được khảo hạch nhất tinh. Thử một chút có thể thu hút hai con tới hay không? Trương huyền nhướng mày, cũng không thay đổi ca khúc, tâm cảnh khẽ động, công pháp thiên đạo ma âm đệ nhị trọng vận chuyển, tiếng đàn lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Dựa theo tình huống bình thường, mỗi khảo hạch một tinh, đều cần ca khúc đối ứng, Trương huyền lười đi ra ngoài lấy, dù sao ca khúc này cũng không tệ lắm, xem có thể khảo hạch đến mấy tinh lại nói. Công pháp đệ nhị trọng vận chuyển, ý cảnh cả người lập tức tăng lên tới đệ nhị trọng, thanh âm cũng càng ngày càng vang dội, cho người ta một loại cảm giác thiên quân vạn mã. Tiếu tiếu, trước đó tiên hạc bay lượn, cảm nhận được thanh âm áp bách, như nhận lấy một loại công kích nào đó, phát ra một tiếng thét lên hoảng sợ, từ không trung rất xuống, ngất đi. Cái này, vội vàng đi ra phía trước, thấy tiên hạc chỉ hôn mê, không có bị thương cơ sở, lúc này trương huyền mới thở phào nhẹ nhóm, nhíu mày. Chẳng lẽ nhạc khúc này không cách nào khảo hạch ma âm sư nhị tinh gãi gãi đầu khẳng định không phải ma âm sư là một loại cảnh giới mà không phải nhạc khúc hẳn là cảnh giới ta tăng lên cùng nhạc khúc không quá phù hợp thực không được sửa chữa ca khúc một chút liền tốt nhạc khúc giống như vũ kỹ của kinh hồng sư chỉ là một loại thủ đoạn trọng yếu vẫn là ý cảnh thật giống như vẽ tranh chỉ cần đi đến lục tinh bất kể vẽ là cỏ hay chim đều có thể thể hiện ra, cái khác chỉ là vật dẫn mà thôi. Xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải nhạc khúc không được, mà là cảnh giới hắn tăng lên, cùng ca khúc không xứng, chỉ cần điều chỉnh một chút, có lẽ sẽ không có vấn đề. Lấy nhãn lực cùng hiểu biết của hắn hiện tại, đổi ca khúc cũng không phiền phức, không lâu sau, liền sửa nhạc khúc trước đó phù hợp cảnh giới bản thân. Dây đàn trong tay biểu diễn lần nữa. Quả nhiên, không lâu sau, lại có hai con tiên hạc bay tới thấy quả nhiên có thể thực hiện, nhẹ nhàng cười một tiếng, khí tức Trương Huyền xoay chuyển, đang định tấn cấp đến ma âm sư tam tinh, cổ cầm dưới tay biến âm quá nhanh, không kiên trì nổi, đùng một tiếng, dây đàn đứt mất một cây. Lần thứ nhất kinh nghiệm đàn đứt dây, lực lượng không có khống chế tốt. Lạch cạch, lạch cạch. Trên mặt đất lần nữa nằm hai con tiên hạc, chân giật giật, trong miệng phun bọt mép, mắt trắng bệch, như cực kỳ không cam tâm. Bọn chúng chỉ là nghe được âm nhạc đến cổ vũ a à. A. Khóe miệng Trương Huyền co giật. Chỉ mới vừa khảo hạch nhị tinh, liền chấn choáng ba đầu y si tiên hạc, đoán chừng ma âm viện xây viện đến nay, cũng chỉ có hắn. Nhưng nói thật, hắn cũng không phải cố ý, mà là cổ cầm này, chất lượng thực quá kém. Lần này không thể xảy ra vấn đề. Nối liền dây đàn, cẩn thận nghiên cứu nhạc khúc cùng cổ cầm, xác định không xảy ra vấn đề, lúc này Trương Huyền mới tiếp tục biểu diễn. Đàn âm vang lên, không lâu sau, ba con tiên hạc bay tới. Lần này khống chế rất tốt, không có làm bị thương hạc, chẳng qua thời điểm tiến hành khảo hạch tứ tinh, dùng sức quá mạnh, dây đàn lần nữa đứt mất. Nương theo đàn đứt dây, bốn con tiên hạc đang tràn đầy cao hứng, dẫm vào vết xe đổ mấy con trước, đồng loạt ngã trên mặt đất. Học viện phối cổ cầm, chất lượng thực quá kém, khảo hạch trước tam tinh, vấn đề không lớn, nhưng khảo hạch tứ tinh lại có chút không chịu nổi. Lại thêm hồn thể của hắn mạnh mẽ, vừa mới bắt đầu tiếp xúc ma âm sư, còn không thể khống chế lực lượng hoàn mỹ như ý. Biết coi như đi ra ngoài đổi, cũng là đồ vật tương đồng, Trương Huyền cố nén buồn bực, điều chỉnh một hồi, tiếp tục khảo hạch. Hiện tại hắn đã thông qua được tứ tinh khảo hạch, có thể xung kích ngô tinh. Đến ngô tinh, ở ma âm viện cũng được cho là cao thủ, độ khó so với trước đó lớn hơn không chỉ một lần. Ánh mắt ngưng trọng, ngón tay Trương Huyền nhẹ gảy dây đàn, thanh âm len keng càng ngày càng vang lần này đám tiên hạc đều hơi sợ, tới không có nhanh như trước đó, vang lên tiếp cận 5 phút đồng hồ mới bay vào. Nhìn năm tiên hạc theo tiếng đàn nhảy múa, Trương Huyền hài lòng gật đầu. Mới vừa thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy khảo hạch ngũ tinh cũng không khó, dây đàn dưới tay lần nữa, ba một tiếng, đứt. Lần này trực tiếp hai cây. Không còn dây đàn chống đỡ, lực lượng cường đại phát ra, năm con tiên hạc đang bay lượn tiếu tiếu một tiếng, mặt mũi u oán bước theo gót mấy con tiên hạc trước đó, rơi trên mặt đất. Nhìn thấy tiên hạc nằm một chỗ, dòng dã 12 con, khóe miệng trương huyền giật giật, cũng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nói thật, hắn thật không phải cố ý. Mấu chốt là cái đàn này quá kém, mà hiện tại hồn thể của hắn quả là là quá mạnh. Thật giống như để người lớn đi kéo cung tên trẻ em, hơi thất thần, lực công kích liền khống chế không nổi. May mắn đều chỉ là bị linh hồn xung kích, không tính đại thương gì, nếu không, chạy đến ma âm viện khảo hạch, làm phế 12 con tiên hạc, tưởng thanh cầm viện trưởng không ăn hắn mới lạ. Nhưng dù vậy, trong thời gian ngắn muốn tỉnh lại cũng rất khó, sau khi tỉnh lại, tâm lý có bóng mở hay không, vẫn sẽ cổ vũ hay không, cái này cũng khó nói. Nói cách khác, 12 con này, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào tiếp tục tham dự khảo hạch. Mặc dù tiên hạc hôn mê, nhưng căn cứ ma âm các nhận định, ta đã thông qua được khảo hạch ma âm sư ngũ tinh. Thừa thế xông lên, khảo hạch lục tinh A. chương 1510, ma âm sư ngũ tinh 2. Dù buồn bực, nhưng biết đã thông qua được ngũ tinh khảo hạch, có thể xung kích lục tinh. Lúc này cũng không nhiều lời, nối tốt dây đàn đứt, điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục diễn tấu. Thanh âm trong trẻo, vang tận mây xanh, sau 10 phút, ba con tiên hạc bay tới. Làm sao chỉ có ba con, rõ ràng biểu diễn là ma âm lục tinh, nhưng chỉ bay tới ba con tiên hạc, trương huyền kỳ quái. Lại biểu diễn một hồi, rất nhanh một khúc kết thúc, vẫn như cũ chỉ có ba con tiên hạc, đành phải lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Xem ra nhận chất liệu của cổ cầm hạn chế, ngũ tinh đã là đỉnh phong, hôm nay muốn khảo hạch lục tinh là không được. Đi tới cửa, thanh niên vẫn ngủ gật, thấy hắn mang theo tinh thần uể oải nhẹ nhàng cười một tiếng. Ma âm sư không dễ kiểm tra như vậy. Đúng vậy." Trương Huyền gật đầu. Còn tưởng rằng khảo hạch lục tinh dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới công cụ không được, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội mua sắm một cái thích hợp tới lần nữa. "Nơi này của các ngươi, nơi nào có đàn ngọc tốt hơn? Ta muốn mua một cái." Trương Huyền dứt bỏ buồn bực trong lòng, nói. "Đàn ngọc tốt, cần bản thân đi làm, chỉ có độc lập hoàn thành mới có thể phù hợp bản thân, phát huy ra uy lực lớn nhất." Thanh niên giải thích Trương Huyền sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Được rồi, học vô số thư tịch, đối với phương pháp luyện chế đàn ngọc, cũng có biết một chút, có điều, hiện tại không có gì, hơn nữa chất liệu không đủ, xem ra chỉ có thể chờ đợi sau này. Vừa rồi khảo hạch lấy được huy chương đi nơi nào nhận. Mặc dù không có khảo hạch đến lục tinh, nhưng có huy chương ngũ tinh thì cầm trước, đằng sau cũng giảm phiền phức. Huy chương, người thông qua khảo hạch nhất tinh. Thanh niên kỳ quái, chỉ về phía trước ở đằng kia đè bàn tay lên mặt tường huy chương khảo hạch liền sẽ tự động rơi ra theo ngón tay chỉ trương huyền đi lên phía trước cái này thoạt nhìn có chút tương tự khí hải của luyện khí sư công hội cực kỳ đơn giản nhẹ nhàng nhấn một cái lạch cạch một tấm huy chương rất xuống phía trên có năm vì sao lấp lánh chói mắt ngũ tinh vốn còn nghĩ tên này có phải khảo hạch đến nhất tinh hay không nhìn thấy thế mà xuất hiện huy chương ngũ tinh, thanh niên giật nảy mình. Một hơi khảo hạch ngũ tinh thành công, hơn nữa dùng đàn ngọc của học viện. Đến cùng làm sao làm được. Đồ chơi kia, đổi lại hắn sử dụng, ngay cả tam tinh cũng khó có khả năng thành công. Nuốt ngụm nước bọt, nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhìn qua. Người khảo hạch ngũ tinh, nên nói với ta một tiếng, để cho tiên hạc sớm chuẩn bị, nếu không, coi như cấp bậc tiếng đàn đến, tiên hạc nghe không được, hoặc số lượng không đủ, cũng kiểm tra không ra thành tích. Số lượng không đủ. Trương Huyền sững sờ, vội vàng nhìn qua. Mà âm các chúng ta, tiên hạc chịu trách nhiệm khảo hạch tổng cộng có bao nhiêu con? 15 con. Thanh niên cười cười. Viện trưởng cũng nuôi mười mấy con, có điều, nơi này cách khá xa, sẽ không tới, cũng sẽ không tham dự khảo hạch. 15 con. Trương Huyền mắt tối sầm lại, rốt cuộc minh bạch rồi. Khảo hạch lục tinh từ đầu đến cuối không có tiên hạc, náo loạn hồi lâu, không phải trình độ của mình không đủ, mà là trên mặt đất nằm 12 con. Ba con cuối cùng cũng bay tới. Thực không còn hạc. Khó trách, cuối cùng bay tới ba con tiên hạc, thấy trên đất nằm một đống, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, làm hại chúng muốn chạy trốn, lại bị tiếng đàn thu hút, luyến tiếc rời đi. Nguyên lai là nguyên nhân này. Hạc không đủ, cũng có thể xuất hiện tình huống khảo hạch không thông qua nhịn không được hỏi. Đúng vậy, số lượng hạc không đủ, bay tới đây không đủ, mà âm các tự nhiên sẽ phán định không thông qua. Thanh niên nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, ta đi biệt viện của viện trưởng một chuyến. Rõ ràng chuyện gì xảy ra, Trương Huyền nhịn không được nữa, vội vã đi tới chỗ tưởng viện trưởng. Không có hạc, vậy liền mượn ba con tới. Để hắn lo lắng duy nhất là, tưởng viện trưởng đến cùng cho mượn hay không chương 1511, tiếng đàn hạc tranh 1. Làm rõ chuyện gì xảy ra, tưởng thanh cầm cùng ninh viện phó trợn trắng mắt. Kiểm tra một lần, chấn 12 con tiên hạc hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Học viện phối trí đàn ngọc, cấp bậc quá thấp, bình thường đều là khảo hạch học đồ, khảo hạch ma âm sư nhất tinh mới sử dụng. Vượt qua nhất tinh, cơ bản đều có đàn ngọc của mình, không có người sẽ dùng loại vật này. Như vậy đi, người dùng của ta, ở đây diễn tấu, nếu như có thể có sáu con tiên hạc nhảy múa, không cần ma âm các, ta giúp ngươi xin huy chương lục tinh. biết tiên hạc chỉ ngất đi, không ảnh hưởng toàn cục, tưởng thanh cầm thở phào nhẹ nhõm nói. được. trương huyền gật đầu. đối phương có thể giúp đỡ xin, liền chẳng muốn lại đi ma âm các, tiếp nhận đàn ngọc, ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, thanh âm châu ngọc pha chạm lập tức vang lên. đàn tốt. hai mắt trương huyền tỏa ánh sáng, nhịn không được cảm khái đồ cổ trước đó so sánh với cái này quả thực không thể so sánh nổi trương huyền hít sâu một hơi tâm thần đắm chìm trong đó nhẹ nhàng tấu lên nhạc khúc nhất tinh nghe được tên này lại diễn tấu khúc nhạc lúc khảo hạch nhất tinh hai vị viện trưởng lắc đầu đang muốn nói chuyện chỉ thấy tiên hạc trong viện kêu to từng con bay lên không nhiều không ít sáu con nhạc khúc nhất tinh cũng có thể làm cho sáu con tiên hạc bay lượn Hai đại viện trưởng bị dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. Nhạc khúc nhất tinh, là nhạc khúc mà âm cơ sở nhất, uy lực có hạn, giống như võ kỹ phàm cấp, dù chiêu số tinh diệu nữa, phát huy uy lực cũng có hạn. Loại nhạc khúc này, coi như bọn họ diễn tấu, cũng không có hiệu quả quá lớn, ra hỏa trước mắt này, lại có thể để cho sáu hạc nhảy múa. Mấy canh giờ trước, không biết lục hạc, thất hạc là gì. Nhìn thư tịch một đêm, liền biến thành như vậy. Người ăn gian sao? Khó trách có thể huyên náo toàn bộ học viện dư luận xôn xao, thiên phú thật đáng sợ. Nếu sử dụng nhạc khúc lục tinh thì sao? Cô nén khiếp sợ, Ninh viện phó nhịn không được nói. Sử dụng nhạc khúc nhất tinh cũng có thể đạt đến hiệu quả lục tinh, nếu sử dụng nhạc khúc lục tinh sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào? Có thể để bảy hạc bay lượn hay không? Trở thành ma âm sư thất tinh. Nghĩ đến nơi này, mắt hai người đồng thời sáng lên. Một khúc kết thúc Hai người nghe như si như say, lại không còn ý khinh thường, cổ tay Tưởng Thanh cầm khẽ đảo, lấy ra một bản cầm phổ. "Trương sư, đây là nhạc khúc Lục Tinh, Xuân Nguyệt Triều Sinh khúc, người có thể thử một chút." Tiếp nhận khúc phổ, Trương Huyền tiện tay mở ra, nhìn một lần. "Không hổ là nhạc khúc Lục Tinh, quả nhiên so với trước đó phức tạp hơn rất nhiều, lại càng dễ biểu diễn ý cảnh lĩnh ngộ ra." Nếu như nói nhạc khúc trước đó, chỉ có thể biểu hiện ra 30% ý cảnh Lục Tinh, mà cái này là trăm phần trăm dùng tốt thậm chí còn có thể đi đến một trăm hai mươi, một trăm năm mươi phần trăm. len ken, len ken, nhắm mắt cân nhắc chốc lát, bàn tay hạ xuống, đàn âm vang lên, một cỗ uy nghiêm nhàn nhạt tứ tán ra, uyển như thủy triều chảy xuôi, lấp đầy cả tiểu viện. cảm thụ tiếng đàn, tưởng thanh cầm cùng ninh viện phó, giống như thấy được một vầng trăng sáng chậm rãi từ trong thủy triều sinh ra, kèm theo đêm xuân chiếu rọi đại địa, để vạn vật khôi phục. Minh Nguyệt trên biển cùng chiều sinh, diễm diễm ngàn vạn giảm. Thu, thu, thanh âm càng ngày càng xa xăm, tiên hạc cảm nhận được bầu không khí này, bay lên. Một con, hai con, ba con. Thời gian nháy mắt, bay ra sáu con, xoay quanh tiểu viện, thấp giọng kêu to, tựa như quyến luyến ánh trăng, cùng thủy chiều nhảy múa. Hô, ngay thời điểm hai đại viện trưởng cũng trầm mê trong nhạc khúc, khó mà tự kềm chế, mười con tiên hạc đứng yên trong góc, đồng thời phát ra hạc minh, một con đi đầu bay lên. Nhưng còn không có bay xa, một con khác cũng bỗng nhiên nhảy lên cắn tới. Ra hỏa bay lên bị cắn rơi trên mặt đất, con tiên hạc này dương cánh muốn xông ra, nhưng giống như trước đó, lại có tiên hạc vây công tới. Thời gian nháy mắt, 10 con tiên hạc, đánh khó phân cao thấp, không ai nhường ai. Trong lúc nhất thời, lồng vũ bay loạn, máu tươi bắn tung tóe tiên hạc sớm chiều trung đụng, lúc này như gặp cửu nhân, hận không thể cắn chết đối phương. Cái này, con người của tưởng thanh cầm co rụt lại, kìm lòng không được run rẩy, yết hầu phát khô. Đây là, nắm giữ ma âm đến cực hạn, tiếng đàn hạc tranh. Ma âm sư, lấy hạc kết luận đẳng cấp, nhưng tiên hạc nhiều, từng con đều muốn tới múa, sẽ xuất hiện hiện tượng tranh đoạt danh ngạch. Tình huống bình thường, tiên hạc cũng rất cao ngạo, nhìn thấy có đồng bạn bay qua, liền sẽ không khởi hành, trừ khi. Ma âm sư thi triển tiếng đàn, lĩnh mộ tiếng đàn đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Nói cách khác, ý cảnh của tiếng đàn quá cao, để bọn chúng khó tự kiềm chế muốn vọt qua, uyển chuyển nhảy múa. Nhưng mà danh ngạch có hạn, vì tranh đoạt, chỉ có thể tự giết lẫn nhau. Bành, 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 bành. Mười con tiên hạc tranh đoạt nửa ngày, cảm thấy ai cũng không thắng nổi ai, đồng loạt vọt tới sáu con ở trên không trung, một hồi trời đất mù mịt, lông chim đầy đất, cuối cùng bảy con thắng được, cua cánh lảo đảo bay lên. Mặc dù chiến thắng, nhưng bảy con này cực kỳ thê thảm, lông trên người hầu như bị lột sạch, lộ ra ra thịt đỏ tươi bên trong. Không lông cánh nhảy múa, phi hành ở trên trời, đâu còn có nửa phần tiên tư phong vận của tiên hạc. Tiếng đàn kết thúc, Trương Huyền từ trong ý cảnh đặc thù tỉnh táo lại, nhìn trên bầu trời bay lên vài con quay trụi lông, lập tức giật nảy mình. Người ta đánh đàn đều là tiên hạc phi hành, ta lại gà không lông là chuyện gì xảy ra? Đang nghi ngờ, chỉ thấy hai mắt tưởng thanh cầm, ninh viện phó sáng lên lao đến, cả đám nhìn về phía hắn, giống như thấy được quái vật. Ta, có thông qua khảo hạch lục tinh không? Nhìn ánh mắt của hai người, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Người tất nhiên thông qua, yên tâm, ta sẽ lập tức hướng tổng bộ xin huy chương thất tinh. Tưởng thanh cầm nói, thất tinh, Trương Huyền sướng sờ. Không sai, người lĩnh mộ mà âm, tuyệt đối đạt đến thất tinh. Tưởng thanh cầm gật đầu. Có thể xuất hiện tiếng đàn hạc tranh, thực lực mạnh, coi như ma âm sư thất tinh bình thường, chỉ sợ cũng kém xa. Đa tả. Nghe được đối phương lại muốn hỗ trợ xin, mắt trương huyền sáng rực lên. Có vật này, chẳng khác nào hắn có 5 loại chức nghiệp phụ tu, chỉ cần lại khảo hạch một loại, liền có thể sung kích danh sư lục tinh, trở thành một thành viên trong đó. Đương nhiên, tu vi cũng phải trước tăng lên. Lĩnh ngộ ma âm đến tiêu chuẩn thất tinh, hỗ trợ chỉ điểm liền dễ dàng hơn nhiều, Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, nhìn một hồi, vẻ mặt lập tức cổ quái. Làm sao vậy, có phải vẫn không cách nào làm được hay không? Thấy bộ dáng của hắn, Tưởng viện trưởng nghi ngờ nhìn qua. Vốn cho rằng đối phương lĩnh ngộ ma âm đến loại cảnh giới này, chỉ điểm mình đột phá dễ như trở bàn tay, hiện tại xem ra, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cũng khó trách, nếu dễ dàng đột phá 500 năm không có khả năng một chút động tính cũng không có. Không phải làm không được, mà là thấy đối phương tràn đầy thất vọng, Trương Huyền giải thích. Người đã đột phá, lĩnh ngộ Ma âm cũng đi đến thất tinh. Chương 1512, tiếng đàn hạc tranh khai. Đột phá? Tưởng viện trưởng sướng sờ. Ngay cả Ninh viện phó cũng ngớ ra. Thật hay giả? Hôm qua đánh đàn vẫn là 6 hạc, đột phá lúc nào? nếu ta đoán không lầm tưởng viện trưởng hẳn là tâm cảnh siêu nhiên bất kỳ sự tình gì cũng nhìn rất nhạt trương huyền nói tưởng viện trưởng hàm dưỡng thâm hậu quả thực có thể làm được thái sơn sụp đổ cũng không thay đổi ninh viện phó gật đầu nói hắn bội phục bằng hữu nhất chính là điểm này chuyện gì cũng không để ở trong lòng ma âm mệnh danh ma mà muốn nhập ma tất nhiên cần trải qua rất nhiều thống khổ sinh lão bệnh tử sinh ly tử biệt oán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được. Chỉ có những tâm tình này mới có thể kích thích nội tâm, để cho người ta đi càng xa, đứng cao hơn. Người cái gì cũng nhìn rất nhạt, tâm cảnh đã hướng tới giếng cổ, loại tình huống này, còn muốn đột phá, làm sao có thể? Trương Huyền nói. Cái này, Tưởng Thanh cầm dừng lại. 500 năm trước, mọi việc qua đi, hắn coi nhẹ không ít, tự nhận là tâm cảnh siêu nhiên, hiện tại xem ra, căn bản không phải nằm ở hồng trần tự nhiên phải quản sự tình hồng trần thờ ơ lãnh đạm thậm chí không muốn cũng không phải siêu thoát mà là trốn tránh người cũng trốn tránh làm sao có thể đột phá cảnh giới tiến bộ dũng mãnh trương huyền nói tiếp đúng vậy sắc mặt tưởng thanh cầm trắng nhợt nói không ra lời đối phương nói không sai không để ý tới hồng trần không phải trốn tránh sao rất nhiều cường giả vì đột phá cảnh giới đều sẽ nhập sâu hồng trần trải nghiệm đủ loại cảm xúc, như vậy mới có thể làm đến hậu tích bạc phát. Mà ngươi vừa vặn trái lại, bế quan trong nhà, sự vật ngoại giới một mực không muốn lý. Đây chính là nguyên nhân ngươi 500 năm không thể đột phá. Than thở một tiếng, Trương Huyền lắc đầu. Hôm qua, ta dùng thủ đoạn thuần thú thuần phục tiên hạc, ngươi ở dưới tức giận, tâm tình chập chờn tự nhiên đột phá giảm buộc, nói cách khác. Hôm qua, ngươi cũng đã đột phá. Hôm qua, hắn thật không hiểu sáu hạc cùng bảy hạc khác nhau, còn nghĩ chỉ cần để bảy hạc phi hành liền được, ai ngờ. Lại ở trong lúc vô tình, làm cho đối phương đột phá. Hữu ý trồng hoa hoa không thắm, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Không phải tận mắt thấy, mình cũng cảm thấy khó mà tin được. Nghe xong giải thích, tưởng thanh cầm xứng sở tại nguyên chỗ, con mắt đóng lại, 500 năm thời gian chảy xuôi trong đầu, tựa như một cái chớp mắt. Một lát sau, đứng dậy, xá dài một cái, trong mắt mang theo kiên định cùng cố chấp. Đa tạ trương sư chỉ điểm, để cho ta hiểu ra, kể từ hôm nay, mà âm nhất đạo, ngài chính là thầy ta. Chuyện này, như vậy sao được? Không nghĩ tới vị viện trưởng này đột nhiên bái sư, trương huyền sửng sốt một chút, vội vàng phất tay. Bất kể trưởng ấu, người thành đạt làm sư, mà âm nhất đạo, mặc dù ta đắm chìm lâu, nhưng lý giải thấu triệt kém xa trương sư. Hôm nay, nghe người một lời, hiểu ra 500 năm nghi hoặc, không đáp ứng, ta quỳ không dậy. Tưởng thanh cầm ôm quyền. Cái này, được rồi. Thấy đối phương không giống giả mạo, thần thái kiên định, trương huyền nhẹ gật đầu. Hắn vừa đáp ứng, thư viện nhẹ nhàng nhoáng một cái, một bản thư tịch kim sắc xuất hiện. Hiện tại không có thời gian nhìn nhiều, đỡ tưởng viện trưởng dậy. Lão sư, hiện tại ta liền đốn phượng ngô thụ, lấy gỗ tủy ra, còn thân cây, học sinh sẽ thay ngươi làm một cây đàn ngọc. Tưởng viện trưởng nói, đã là thầy trò, Phượng Mô Tủy cũng đơn giản. Làm phiền." Trương Huyền gật đầu. Lại Hàn Huyên một hồi, Trương Huyền chỉ điểm kỹ xảo ma âm một chút, để hai người được lợi rất nhiều. Hàn Huyên tiếp cận một canh giờ, lúc này Trương Huyền mới cầm Phượng Mô Tủy, nhấc tay cáo từ. Rời tiểu viện của Tưởng Thanh Cầm, Trương Huyền nhớ tới một việc, không khỏi biến sắc. Nguy rồi, chỉ lo khảo hạch ma âm sư, lại quên cuộc hẹn. Đọc sách học tập khảo hạch ma âm sư một phen chơi đùa đêm đã trôi qua trời sớm sáng rõ hôm qua lạc nhược hy nói muốn ban đêm qua tìm hắn hiển nhiên thời gian đã trễ vội vã trở lại chỗ ở tôn cường tiến lên đón thiếu ra tối hôm qua lạc cô nương đến tìm ngươi biết ngươi vắng mặt liền đi trương huyền hỏi nàng có nói gì không cái gì cũng không nói tôn cường lắc đầu không nói trương huyền vò đầu Nói muốn ban đêm tìm mình, kết quả lời gì cũng không nói, nữ hài này muốn làm gì. Ta qua nhìn một chút, một lần nữa trở lại học viện, tìm tới nơi ở của Lạc Nhược Hy, hỏi một chút, biết nữ hài vắng mặt, đành phải bất đắc dĩ trở về. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng đối phương đã tìm bản thân có việc, hôm qua không gặp gỡ, khẳng định sẽ còn lại đến, xoắn suýt cũng không có tác dụng. Nhận được phượng ngô tủy, nhưng đoạn tục thảo còn chưa tới đoạn tục đan khẳng định là tạm thời không thể luyện chế. Có địa mạch linh dịch thoải mái, thân thể ngụy như yên coi như khó khôi phục, nhưng vẫn có thể duy trì không suy giảm, lại thêm thập diệp hoa tẩm bổ linh hồn cũng phải cần một khoảng thời gian, cũng không khẩn cấp như vậy. Hết thảy làm xong, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần khẽ động, nhớ tới một gia hỏa, tử dương thú. Ở lôi viễn phong bắt lấy tên này, đến bây giờ đã 7-8 ngày, một mực không có cơ hội thẩm vấn, giờ phút này rảnh rỗi, vừa vặn tra hỏi một chút tình huống của dị linh tộc. Nơi này là trong thành thị, lại tới gần học viện, trước hết bố trí trận pháp che đậy khí tức mới được, nếu không một khi tên này nổi điên làm ẩm ý lên, thả ra khôi lỗi dị linh tộc, tất nhiên sẽ bị người khác phát hiện. Tòa phủ đệ này cực kỳ rộng lớn, tùy tiện tìm một chỗ, cũng có thể thả tử dương thú ra, nhưng mà nơi này không phải sơn mạch, một khi phóng thích khôi lỗi dị linh tộc, liền cần sớm che đậy chung quanh. Nếu không, tới gần danh sư học viện như thế, bị cường giả thánh cảnh trong đó phát hiện sự tình khôi lỗi, có miệng cũng giải thích không rõ. Hiện tại hắn là trận pháp sư tứ tinh, cũng nhìn qua không ít trận pháp tứ tinh, nghĩ một lát, trong óc xuất hiện một cái thích hợp. Dùng phong tức trận đi. Phong tức trận, có thể ngăn cách hết thảy khí tức. Cường giả thánh cảnh không chủ động quan sát, cũng khó mà phát hiện. Mặc dù chỉ là cấp 4 đỉnh phong, lại là trận pháp tốt nhất hắn có thể bố trí ra. Trước đó bố trí huyến tung mê trận, mặc dù là ngô tinh, lại không cách nào che lấp khí tức, thậm chí thanh âm cũng không che giấu được, hiệu quả không bằng cái này. Bắt đầu, trận đồ của phong tức trận, ở trong đầu xoay một vòng, cùng tiểu viện trước mắt kết hợp hoàn mỹ, lúc này tinh thần mới khẽ động, mấy trăm trận kỳ xuất hiện, thẳng tắp rơi xuống bốn phía. Hô hô hô, quân kỳ đón gió phấp phới, đồng thời rơi vào vị trí đối ứng, trận pháp ẩm vang khởi động. Trăm kỳ định hư không? Được rồi. Bố trí xong trận pháp, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, lấy thiên nghĩ phong xào ra ngoài, bàn tay lắc một cái, một thánh thú hình vượn to lớn rơi trên mặt đất. Tử dương thú bị nhốt tiếp cận một tuần, rốt cục lần nữa nhìn thấy mặt trời. Trương 1513, tử dương thú bị phát hiện một. Hội trưởng, sau khi trương sư từ chỗ tưởng viện trưởng ra ngoài, liền đi phủ đệ hoài vương ra đưa tặng, trong lúc này tìm lạc lão sư một chuyến, đến bây giờ còn không có đi ra trận pháp học viện trong biệt viện ở khu vực trọng yếu nhất một nữ sinh nhìn thân ảnh xinh đẹp phía trước bẩm báo không đi ra đồng hân xoay người lại sau sự tình y sư học viện nàng liền phái người chuyên môn dò xét trương huyền muốn tìm nhược điểm của hắn đáng tiếc đối phương vội vàng không gặp người liền xem như nàng đến bây giờ cũng không hiểu ra sao nữ sinh gật đầu đi xuống đi khoát tay áo Đồng Hân chắp hai tay sau lưng, thân ảnh thướt tha, phát họa ra một đường vòng cung xinh đẹp, trong viện gió xuân hưu hưu, lộ ra phong thái khác. Không hổ là nhân vật xếp hạng khá cao trên hoa khôi bảng của danh sư học Việt, nhất cử nhất động đều để lộ ra mị lực kinh người. Nếu như nói hổ yêu yêu là một đóa hoa hồng có gai, nàng chính là bách hợp thanh nhã, dưới băng lãnh, lại mang theo dụ hoặc mê hồn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, muốn tra ra nhược điểm của tên này, chỉ sợ chỉ có thể tự mình đi qua. Đồng Hân nhướng mày, nàng làm việc cẩn thận, không thích nhìn tư liệu, nghe người khác nói, trước đó món đồ kia, mặc dù đám người Hồ Yêu Yêu đều nói rõ chi tiết, nàng vẫn không tin, hao tốn thật nhiều ngày, bất chấp nguy hiểm chạy tới, thực địa dò xét. Bây giờ muốn biết nhược điểm của Trương Huyền ở nơi nào, chỉ bằng vào thuộc hạ báo cáo khẳng định không được, muốn tra rõ ràng, còn cần tự mình động thủ. Đi qua nhìn một chút, đổi quần áo bình thường, thân thể mềm mại xoay chuyển, đồng hân bay vút ra ngoài học viện. Hoài vương ra đưa tặng tòa phủ đệ kia cho Trương Huyền, đã sớm tìm người cha rõ ràng, biết vị trí chính xác, không lâu sau liền đi tới gần. Không nghĩ tới, nơi này còn bố trí không ít trận pháp, nhưng khó không được ta. Đồng hân nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đi vào trong viện. Nàng là một trong mấy học viên đỉnh phong nhất của danh sư học viện năm thứ năm, hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh, càng là học sinh thân truyền của trận pháp sư học viện viện trưởng Trần Thừa Tuần. Lý giải đối với trận pháp đạt đến trình độ cực cao, trận pháp trong tòa phủ đệ này, phòng vệ trận pháp sư tứ tinh, ngũ tinh còn được, muốn ngăn cản nàng, căn bản làm không được. Thân thể mềm mại xuyên qua ở trong phủ đệ, không lâu sau, liền đến một tiểu viện rộng lớn. Một trận pháp đang vận chuyển, bao phủ cả viện ở bên trong, để cho người ta thấy không rõ lắm. Đây là phong tức trận tứ tinh đỉnh phong đồng hân nhìn thoáng qua nhận ra được trận pháp này mục đích là vì che đậy khí tức che giấu bí mật chẳng lẽ đây chính là nhược điểm của hắn ánh mắt đồng hân sáng lên phong tức trận trừ che đậy khí tức không có tác dụng lớn đối phương trịnh trọng như vậy bố trí loại trận pháp này muốn nói không phải vì che giấu cái gì nàng cũng không tin nghĩ biện pháp vào xem đồng hân siết chặt nắm đấm bí mật của đối phương đang ở trước mắt, không vào xem, chẳng khác nào lãng phí cơ hội, đồng hân cắn chặt răng ngà, hai mắt đen nhánh, ánh sáng không ngừng lấp lóe. Phong tức trận tứ tinh, giải quyết không khó, có điều, hơi không cẩn thận, sẽ đụng vào trận kỳ, gây ra biến hóa. Nàng là trận pháp sư lục tinh, giải quyết phong tức trận không khó, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay đi vào, cũng không dễ dàng. Cần phải cẩn thận suy tính, nghiêm túc nghiên cứu mới được, thân thể nhoáng một cái, giấu ở trên cành cây trong góc tiểu viện, một cái la bàn xuất hiện ở trong lòng bàn tay, căn cứ khí chàng chung quanh, nhìn chằm chằm cẩn thận suy tính. Ly 3, tốn 5. Tinh thần tập trung cao độ, trong đầu không ngừng suy tính, suy tính càng nhiều, ý bội phục cũng càng ngày càng đậm. Người bố trí phong tức trận này, thực lực rất cao, trận pháp cùng toàn bộ phủ đệ hoàn mỹ dung hợp, vòng vòng đan sen, khí tức liên kết, xem như ta cũng làm không được trận pháp trước mắt mặc dù chỉ là tứ tinh đỉnh phong nhưng cùng bốn phía hoàn mỹ phù hợp phát huy ra uy lực trận pháp ngô tinh mới có có thể bố trí ra trận pháp trình độ như thế thực lực cao so với nàng chỉ mạnh không yếu nhưng trận pháp tứ tinh chính là tứ tinh coi như bố trí khá hơn nữa tìm được sinh môn đồng dạng có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào nhẹ nhàng cười một tiếng trên mặt không tì vết lộ ra tự tin mạnh mẽ thiên phú của nàng ở trên trận pháp, vượt xa thường nhân, nếu không phải như thế, cũng không có khả năng được trận pháp sư học viện viện trưởng thu làm thân truyền. Trận pháp này phát huy ra toàn bộ uy lực của trận pháp tứ tinh, nhưng cấp bậc hạn chế, nàng có thể nhẹ nhóm phá giải. Hít sâu một hơi, đang muốn tìm sinh môn, tiến vào bên trong, đột nhiên cảm giác mặt đất lay động, một cỗ sóng năng lượng kịch liệt, từ trong trận pháp lan truyền ra. Dường như có cường giả siêu cấp muốn đột phá trận pháp ràng buộc, từ đó chạy ra, oanh, 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 vội vàng nấp kỹ thân hình, lần nữa nghe được bên trong truyền ra ba động. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ dập dần bốn phía, phong tức trận bị lực lượng xông phá, phát ra thanh âm đông đúc, lập tức vỡ vụn. Dùng sức mạnh cưỡng ép đánh sụp trận Pháp, người bên trong xông trận chỉ sợ đã đạt đến thánh giả. Còn người đồng hân co rụt lại, mặc dù phong tức trận này chỉ là tứ tinh đỉnh phong, nhưng người bố trí, thủ pháp cực kỳ xảo diệu, phối hợp địa thế chung quanh, để trận pháp nắm giữ uy lực ngũ tinh. Uy lực như thế cũng bị chấn vỡ, đủ thấy thực lực người bị vây khốn kia, tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Âm âm, trong lòng khiếp sợ, chỉ thấy trong trận pháp vỡ vụn, một bóng người cao to, thẳng tắp thoát ra phía ngoài. chương 1514, tử dương thú bị phát hiện hai Đây là tử dương thú tiền bối. Toàn thân đồng hân cứng đờ, làm lão sinh ở học viện không dưới 5 năm, thú sủng của lão viện trưởng cũng từng gặp vài lần. Không phải mất tích, bị dị linh tộc bắt đi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, toàn thân đồng hân cứng đờ, ở sâu trong nội tâm sinh ra khủng hoảng. Muốn chạy trốn, ngoan nhân, đánh nó cho ta. Đang sợ hãi, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức một cỗ sát lục chi khí phóng lên tận trời, di tán toàn bộ tiểu viện. Lạch cạch, tử dương thú tiền bối vừa vặn bay lên, hô cũng không kịp, liền rơi trên mặt đất, không ngừng giật giật. Là, dị linh tộc, đồng hân bị dọa đến ngừng thở, một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân cứng ngắc như đá. Mấy người các ngươi, lên cho ta, đánh chết hắn. Ngay sau đó lần nữa nghe được thanh âm trương huyền vang lên, lập tức hai mươi dị linh tộc cấp bậc thánh giả, điên cuồng vào tới tử dương thú tiền bối. Lốp bốp, một hồi quyền cước vào thịt, tử dương thú tiền bối vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, thời gian nháy mắt, liền bị đánh ngã xuống đất ngất đi, không ngừng giật giật, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ cúp máy. Gắt gao che miệng, lỗ chân lông toàn thân đồng hân đóng chặt, giấu ở trong lá cây, một chút động tính cũng không dám ra. Hơn 20 cường giả thánh cảnh, ngay cả tử dương thú tiền bối cũng không phải đối thủ, một khi nàng bị phát hiện, có thể đoán được, tất nhiên sẽ bị giết chết tại chỗ. Lại choáng, xuyên thấu qua khe hở lá cây, thấy rõ ràng Trương Huyền đi ra, hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, không biết thu tử dương thú đi nơi nào, lập tức nhìn xem trận pháp bị phá hư, chung quanh như có điều suy nghĩ. Trận pháp này quá yếu, xem ra cần học tập chút trận pháp lợi hại mới được, đi trận pháp học viện A. Nhìn quanh một vòng, Trương Huyền lẩm bẩm một câu, xoay người đi ra ngoài. Sợ thanh niên đi mà quay lại, đồng hân giấu ở trên cây, một cử động nhỏ cũng không dám, né chừng ba canh giờ, thấy trời sắp tối, lúc này mới hoạt động thân thể cứng ngắc một chút, vội vã vọt ra ngoài. Hôm nay nhìn thấy sự tình thực sự quá lớn, lớn đến tình trạng để nàng hoảng sợ, khó trách chưa huyền thiên tài như thế, cái gì đều biết. Nguyên lai không phải nhân loại. Nghe nói dị linh tộc vương tộc ngụy trang thành nhân loại, giống như nhân loại, thánh giả danh sư cũng không phát hiện được, vốn cho rằng là lời nói vô căn cứ, không nghĩ tới lại thật sĩ linh tộc lẫn vào danh sư học viện, còn thành danh sư. Một khi tin tức này truyền ra, chỉ sợ toàn bộ học viện sẽ bảo tạc, thậm chí, danh sư đường cũng sẽ nổ tung. Không được, nhất định phải lập tức báo cáo chuyện này mới được. Nhớ tới sự tình nhìn thấy, đồng hân cũng nhịn không được nữa, vội vã chạy như bay về danh sư học viện. Chuyện này liên quan thực quá lớn, nàng một học sinh khẳng định là không cách nào giấu giếm, chỉ có thể mau chóng báo cáo nhưng sự tình kinh thế hãi tục như thế, thật muốn nói ra, sẽ có mấy người tin tưởng. Trương huyền này, được mi viện trưởng, triệu viện trưởng, vệ viện trưởng thậm chí tưởng viện trưởng coi trọng, càng cùng danh sư học viện mạc đường chủ giao hảo. Cùng tổng bộ lạc sư quan hệ cũng không tệ. Không có chứng cứ xác thật, liền trực tiếp nói bậy, đừng nói người không tin, làm không cẩn thận, sẽ còn bị xem như phỉ báng, hủy bỏ tư cách danh sư. Trước tìm lão sư thương nghị từng suy nghĩ ở trong óc lấp lóe Có thể từ danh sư học viện trổ hết tài năng, tổ kiến đồng hân hội, trở thành học tỷ nổi danh, nàng tuyệt không phải người làm việc lỗ mãng. Trong khoảng thời gian Trương Huyền tiến vào học viện, lấy được mấy vạn học viên tín nhiệm, càng làm cho bốn đại viện trưởng tính cả mạc đường chủ thuyết phục. Địa vị tuyệt không phải nàng có thể so sánh. Dưới tình huống không có chứng cớ, tùy tiện nói ra, một khi bị cắn ngược, không những không thể giải quyết vấn đề, làm không cẩn thận, còn sẽ bị thủ tiêu tư cách thậm chí gặp phải ám sát do đó chuyện này không thể lỗ mãng nhất định phải cẩn thận hơn coi như lão sư tin tưởng ta nhưng địa vị không bằng triệu viện trưởng cũng không có quyền lên tiếng đúng tìm lục phong viện trưởng một bóng người hiện lên ở trong óc lão sư nàng trần thừa tuần mặc dù địa vị ở học viện cũng không thấp nhưng không sánh bằng triệu bính tuất một khi đối phương ngăn cản khẳng định khó mà có hiệu quả trừ khi tìm Lục Phong thân là đại viện trưởng. Lục Phong cùng Trương Huyền không hợp nhau, nói chuyện này cho hắn nghe, có lẽ có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Trước tìm lão sư, để lão sư tìm Lục Phong viện trưởng, sau đó. Ở trước mặt bọn hắn nói ra. Đồng Hân cắn răng. Chuyện này liên quan quá lớn, không phải tùy tiện nói một chút là được, nhất định phải cẩn thận cân nhắc. Lúc này danh sư học viện, muốn nói ai có thể dựa vào nhất, chỉ có Lục Phong viện trưởng. Hắn cùng Trương Huyền không những quan hệ không tốt, còn có mâu thuẫn, nói ra tin tức này, tất nhiên sẽ được coi trọng. Hô, nghĩ tới những thứ này, Đồng Hân không do dự nữa, thân thể mềm mại nhoáng một cái, thẳng tắp bay vút về phía trận pháp sư học viện. Chương 1515, ta là lão viện trưởng thú sủng. một Không biết Đồng Hân đã phát hiện bí mật của tử dương thú, lúc này Trương Huyền đang từng bước một đi đến trận pháp sư học viện. Trước đó bố trí phong tức trận mặc dù chất lượng không tệ, nhưng đẳng cấp quá thấp. Tuy tử dương thú bị cầm tù ở trong thiên nghĩ phong sao, không cách nào giãn ra, nhưng dù sao cũng là cường giả thánh cảnh, năng lực khôi phục kinh người, trải qua mấy ngày điều dưỡng, thương thế đã tốt bảy tám phần. Vừa xuất hiện, thoát ly ràng buộc, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, làm vỡ nát trận pháp, muốn chạy trốn. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, ngoan nhân tính cả khôi lỗi hai bút cùng vẽ, lần nữa đánh thẳng đối phương mặc dù đánh đối phương ngất xỉu trong thời gian ngắn không thể lật trời nhưng cũng không thể một mực như vậy còn muốn từ trong miệng nó dò xét tình cảnh của dị linh tộc một mực giam giữ cũng không phải biện pháp suy đi nghĩ lại quyết định đi học tập một chút trận pháp cấp bậc cao hơn lại nói chỉ có bố trí ra trận pháp cấp bậc cao hơn để nó không trốn thoát được mới có thể thẩm vấn tra ra mục đích đối phương thiết kế các danh sư mới có thể sớm tìm được dị linh tộc giấu ở chung quanh, làm tốt ứng đối. Do đó, vừa rời tiểu viện, liền đến nơi này. Trước đi đọc sách, tìm người hỏi thăm một chút, tới vị trí tàng thư khố, ở tiểu đình phụ cận ngồi xuống, tinh thần khẽ động, vô hồn ly thể, lặng lẽ đi vào tàng thư khố, bắt đầu đọc sách. Trận pháp sư học viện là học phủ cỡ lớn xếp hạng thứ ba của danh sư học viện, tàng thư khố dòng người như thoi đưa, mỗi ngày đến đây đọc sách, ít nhất mấy trăm, hoàn toàn khác biệt ma âm, kinh hồng vắng vẻ. Không chờ quá lâu, liền lẫn vào trong đó. Hiện tại hắn là trận pháp sư tứ tinh, thư tịch trước tứ tinh, hoàn toàn có thể không nhìn, trực tiếp vào tầng thứ 5. Dầm dầm, ánh mắt đảo qua, từng tầng từng tầng thư tịch khắc sâu vào thức hải. Sau hai canh giờ, thư tịch tầng thứ 5, tầng thứ sáu của tàng thư khố liền thu thập xong xuôi, cũng tạo thành thiên đạo bí tịch đối ứng. Vu hồn trở lại thân thể, không chút do dự, trực tiếp bắt đầu học tập. Một canh giờ sau, Trương Huyền mở hai mắt ra, thần thái sáng láng. Lý giải đối với trận pháp, đã đạt đến lục tinh đỉnh phong, coi như so với trận pháp học viện viện trường, cũng chỉ mạnh không yếu. Có muốn thuận tiện nghiên cứu trận pháp sư lục tinh hay không? Trương Huyền đứng dậy, tay xoa cầm. Đến trận pháp sư học viện, có muốn kiểm tra trận pháp sư lục tinh chơi đùa hay không? Chỉ cần thi xong, chẳng khác nào có sáu loại phụ tu lục tinh, có tư cách khảo hạch danh sư lục tinh. Được rồi, gần đây khảo hạch hơi nhiều, đừng biến khéo thành vụng, để cho người ta hoài nghi, việc cấp bách là thẩm vấn tử dương thú xong lại nói. Trần chờ một chút, Trương Huyền lắc đầu. Gần đây khảo hạch phụ tu có chút nhiều, luyện khí sư, kinh hồng sư, y sư, luyện đan sư, ma âm sư. Từng cọc từng cọc, huyền náo có chút lớn, dù sao hiện tại tu vi còn chưa đủ, khảo hạch danh sư lục tinh cũng làm không được, không bằng trước chậm một chút. Trời nhiệt độ giảm xuống lại tiếp tục, chi thức học được sẽ không chạy, kiểm tra trước sau đều như thế. Trương Huyền có quyết định liền không đi, xoay người trở về. Lần nữa trở lại tiểu viện, tìm ra trận kỳ, bố trí trận pháp cấp 6, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Loại trận pháp này, không tiến hành công phạt, tu vi không đủ cũng có thể bố trí ra. Đổi lại huyễn trận, mê trận, khốn trận, cấp 6 khác, không có tu vi tầm phong cảnh, thậm chí bán thánh Căn bản không có khả năng thành công. Bố trí ra trận pháp, Trương Huyền cân nhắc một lần, phát hiện coi như tử dương thú toàn thịnh, muốn phá hư cũng khó khăn, hoàn toàn có thể ngăn cách tin tức, coi như an toàn chân chính. Hô, tiến vào bên trong, để rất nhiều khôi lối canh giữ ở bốn phía, lần nữa thả tử dương thú ra. Ngươi, muốn giết cứ giết. Ba bốn thời thần trôi qua, tử dương thú đã tỉnh táo lại, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn về phía thanh niên trước mắt lộ ra hận ý nồng đậm. Nó là thú sủng của viện trưởng, từ khi ra đời đến bây giờ, nào nhận qua ngược đãi như thế. Nếu có thể phản kháng, sớm đã ăn sống kẻ trước mắt này. Nếu như muốn giết ngươi, ở Lôi Viễn Phong liền động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Khoát tay áo, thân sắc của Trương Huyền thản nhiên. Không muốn chịu khổ, liền nói mục đích ngươi hãm hại học sinh, cùng người phía sau giật dây ra. Có lẽ, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng nếu không, ta sẽ từ từ dần vặt, để ngươi sống không bằng chết. Gia hỏa này khác biệt hồng vượn thú ở vân vũ lĩnh. Người sau chủ động khuất phục, trên tâm lý đã có e ngại, siêu hồn rất dễ dàng liền có thể nhận được tin tức muốn biết, nhưng gia hỏa này, tính cách cương liệt, đánh thành như vậy cũng không tiết lộ nửa câu, vạn nhất siêu hồn thất bại, thật sự là cái gì cũng không chiếm được. Đối với gia hỏa chết cũng không nhà này, xem như hắn cũng lòng bất đắc dĩ. Rằn vặt, có bản lĩnh liền giết ta." Tử dương giang thú răng cắn chặt, lộ ra hận ý. "Chủ nhân chính là bị dị linh tộc các ngươi hại chết, muốn ta khuất phục, nằm mơ." Chủ nhân một đời chống lại dị linh tộc, làm thú sủng của hắn, đã sớm có năng lực phân rõ sai trái, biết cái gì nên thủ vững, cái gì không nên thủ vững. Nếu đầu nhập vào dị linh tộc, coi như sống sót cũng không có mặt mũi đi gặp chủ nhân. Đã như thế, còn không bằng chết đi dị linh tộc trương huyền cau mày dị linh tộc gì không cần ngụy trang ngươi hẳn là vương giả trong dị linh tộc đi cũng chỉ có vương giả mới có thể hoàn mỹ che giấu khí tức trong cơ thể ngụy trang thành danh sư cũng không bị phát hiện tử dương thú khẽ nói ngụy trang danh sư trương huyền nhịn không được cười lên thật đúng là trả đúa, bắt lấy tên này chính là muốn hỏi ra tung tích của dị linh tộc không nghĩ tới bị tên này vô hãm trước Chương 1516, ta là lão viện trưởng thú sủng. 2. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể vàng thao lẫn lộn, biểu hiện trong sạch của ngươi. Ngươi khống chế linh thú, Vây Công Tân Sinh học viện, mưu đồ quấy rối, không phải bị dị linh tộc giật dây thì là ai? Trương Huyền lắc đầu nói. Vây Công Tân Sinh, mưu đồ quấy rối. Tử Dương thú sững sờ. Ta là được Mi trưởng lão mời, tiến hành khảo nghiệm bọn hắn, như thế nào thành mưu đồ quấy rối? khảo nghiệm, để thiên nghĩ phong mẫu, điều tra tung tích học sinh, lại tập hợp tất cả linh thú, bố trí xuống bẫy dập, để bọn hắn chui vào. Cái này gọi là khảo hạch, nếu như không phải bị ta phát hiện kịp thời, chỉ sợ mấy vạn tân sinh đều sẽ mệnh tan trong tay người đi. Trương Huyền cười lạnh, những linh thú này, trước khi bị mi trưởng lão bắt đến, cũng đã giao phó xong, không có khả năng giết người, vây quanh những danh sư này, nhưng mà không công. Mục đích là bỏ đi kiêu ngạo của bọn họ, để bọn hắn rõ ràng danh sư là một chỉnh thể, mà không phải năng lực cá nhân. Thấy đối phương muốn nhục trong sạch của nó, tử dương thú giải thích. Cho dù chết, cũng phải làm một thú trong sạch, không cho phép người khác vụ oan. Còn có loại thuyết pháp này. Trương Huyền ngẩn ngơ. Lúc đó hơn 200 danh sư, bị hơn 400 linh thú vây công, thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng xác thực không một cái chết, lúc ấy liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ. Thật là khảo hạch đối phương. Nếu thật như vậy, chẳng lẽ tên này không phải bị dị linh tộc sai khiến? Ngươi, nhận biết Mi trưởng lão? Nghĩ đến nơi này, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Đương nhiên, ta chính là thú sủng của lão viện trưởng, làm sao không biết Mi trúc viện trưởng. Tử Dương thú cắn răng. Ngươi có thể giết ta, nhưng muốn từ trong miệng ta đạt được cơ mật của nhân tộc, nằm mơ. Thú sủng của lão viện trưởng. Khóe miệng Trương Huyền co giật, thân thể cứng đờ trước đó hắn từng nghe ai nói qua thú sủng của lão viện trưởng bị người bắt cực kỳ phiền phức lúc ấy còn cảm thấy khẳng định là dị linh tộc làm không nghĩ tới lại là mình làm không sai mặc dù chủ nhân rời đi nhưng muốn ta đầu nhập vào dị linh tộc tuyệt đối không thể không nhìn ra nét mặt của hắn biến hóa thái độ của tử dương thú kiên quyết đầu nhập vào chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là dị linh tộc trương huyền nhìn qua chẳng lẽ không phải nắm giữ ý niệm của cường giả dị linh tộc càng có nhiều khôi lỗi như vậy bảo hộ không phải dị linh tộc lại là cái gì tử dương thú nói cái này quay đầu nhìn thoáng qua rất nhiều khôi lỗi đứng ở xung quanh trương huyền nháy con mắt nếu lần đầu tiên nhìn thấy nhiều khôi lỗi dị linh tộc như vậy không biết tình hình cụ thể thật có khả năng nghĩ như thế hiện tại xem ra rõ ràng đều là hiểu lầm bản thân cho rằng nó muốn hại tân sinh là dị linh tộc phái tới mà đối phương nhìn thấy nhiều khôi lỗi như vậy, cho rằng mình là vương giả dị linh tộc. Cái này gọi là chuyện gì? Sớm biết là hiểu lầm, đánh chết cũng không, không hạ tử thủ A hát. Người thật đáng thương, bị đánh không còn hình dạng như vậy. Nhớ tới xế chiều hôm nay, rất nhiều khôi lỗi cuồng đánh, khóe miệng của Trương Huyền liền co giật. Dường như, cái hiểu lầm này có chút lớn A hát. Thú sủng của viện trưởng, bất kể thực lực hay địa vị, ở danh sư học viện có thể so với một vị viện trưởng bị làm đến nửa chết nửa sống. Một khi truyền đi, bản thân cũng không cần pha lẫn. Đoán chừng sẽ lập tức trở thành đối tượng người người chém giết, trốn cũng trốn không thoát. Hiện tại có hai con đường có thể đi, thứ nhất, hoàn toàn giết chết tên này, ai cũng không biết là ta giết. Thứ hai, thuần phục hắn, trở thành thú sủng, nếu không, cứ như vậy thả đi, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Biết là hiểu lầm, trong đầu nhanh chóng suy tư. Loại thân phận này của đối phương, bị dằn vặt nửa chết nửa sống, khẳng định tiêu tan không được tức giận, một khi thả đi, toàn bộ học viện sẽ sôi trào, bản thân làm không cẩn thận sẽ xui xẻo. Trừ khi, đánh chết, vẫn là thứ hai đi. Đối phương tình nguyện chết, cũng không tiết lộ bí mật nhân tộc, điểm này ngay cả hắn cũng bội phục, trung nghĩa như thế, không biết ngược lại cũng thôi, biết, thật muốn chém giết, khẳng định sẽ hối hận cả đời mặc dù thuần phục rất khó nhưng có thể nói là phương pháp giải quyết tốt nhất hiện nay biết phía sau nên làm như thế nào trương huyền thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn tới ta cũng không phải dị linh tộc mà là danh sư thực sự bớt ngụy trang cho ta tử dương thú căn bản không tin không phải dị linh tộc làm sao có thể có nhiều khôi lỗi dị linh tộc như vậy ý niệm chém giết mãnh liệt như vậy đừng cho rằng ta là thú liền muốn dỗ ta ta căn bản không cần ngụy trang, ta đích xác không phải, xem ra giữa chúng ta có hiểu lầm. Lắc đầu, tâm cảnh Trương Huyền xoay chuyển, một cỗ uy áp đặc thù, từ trong cơ thể bay lên, phụ trợ hắn giống như một thần linh không thể ngỗ nghịch. Đây là... Cảm nhận được cỗ khí thức này, tử dương thú đầu tiên là sướng sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, con ngươi co vào. Ngươi là... Thiên nhận danh sư. chương 1517, tử dương nhận chủ. Một... Lão viện trưởng từng nói qua với nó, trong danh sư, lợi hại nhất gọi là thiên nhận danh sư, tâm cảnh vận chuyển sẽ được thiên địa công nhận, để người kìm lòng không được sinh ra xúc động bái sư. Trong lịch sử chỉ có Khổng sư đạt được, vị trước mắt này cũng thế. Không sai. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Người cảm thấy thiên nhận danh sư, lại là dị linh tộc sao? Tự nhiên không phải. Tử Dương thú vội vàng lắc đầu. Thiên nhận danh sư là danh sư ông trời cũng công nhận tương đồng khổng sư, làm sao có thể là dị linh tộc. Cả hai kém xa vạn giảm, căn bản không phải cùng một sinh mạng thể. Thiên địa cũng công nhận ta, mà ngươi nhìn thấy, không có bất kỳ tôn trọng gì, ngược lại ra tay đánh nhau. Có để thiên địa vào mắt không? Có để khổng sư ở trong lòng không? Thấy nó thừa nhận thân phận, Trương Huyền sầm mặt lại. Muốn làm cho đối phương thần phục, tự nhiên không thể nói bản thân sai, trước chụp bộ ỉa lên đầu đối phương đã. Lại nói, ngay lúc đó thật là tên này ra tay trước, nếu không phải mình có chút thủ đoạn, làm không cẩn thận sớm đã nuốt hận tại chỗ. Ta, sắc mặt của tử dương thú đỏ bừng. Lúc đó, nó cảm giác đối phương là một tân sinh, lại phách lối như vậy, muốn hù dọa một chút, để đối phương biết trời cao đất rộng, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lại là một vị thiên nhân danh sư. Đây là khái niệm gì? Trong lịch sử chỉ xuất một vị khổng sư coi như 72 thánh phía dưới cũng không làm được. Đủ thấy đáng sợ. Nói cách khác, mình ra tay với một vị danh sư thân phận còn cao quý hơn lão viện trưởng gấp trăm lần. Đối phương không dạy dỗ mới lạ. Không giết chết tại chỗ, phơi thành thịt khô, đã rất nể tình. Mặc dù hiện tại tu vi của đối phương không đủ, nhưng bằng thân phận này, đừng nói giết nó, coi như phá đổ cả danh sư học viện, báo lên danh sư đường, cũng không ai dám truy cứu trách nhiệm. Thiên nhận danh sư, đã bình đẳng với khổng sư chỉ cần là danh sư ai dám phản bác ngươi vô lễ với ta ta cầm tù ngươi để ngươi chịu giáo huấn có lời oán giận không thấy đối phương tâm tồn sợ hãi trương huyền rèn sắt khi còn nóng chưa từng tử dương thú vội vàng trả lời thiên nhận danh sư là hy vọng để danh sư tiếp tục quật khởi đừng nói nó coi như lão viện trưởng tới cũng tuyệt không dám nói nhảm đây là năng lực cũng là đặc quyền chưa từng là tốt rồi, hiểu lầm giải trừ, hiện tại ta cho ngươi hai con đường, thứ nhất, nhận ta làm chủ, ta giúp ngươi trị thương, nghĩ biện pháp để ngươi đột phá. Thứ hai, ngươi biết thân phận của ta, vì phòng ngừa dò gì, cũng chỉ có thể chém giết. Trương Huyền nói, thân phận thiên nhận danh sư, không thể tùy tiện dò gì, nhân tộc biết ngược lại cũng thôi, một khi truyền đến trong tai dị linh tộc, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng săn giết. Chính vì vậy, hắn một mực không công khai ngay cả danh sư cũng không dám nói phàm là biết đến toàn bộ nói năng thận trọng cái này sắc mặt tử dương thú nhăn nhó như quả mướp đắng dừng một lát nó cắn chặt răng lộ ra vẻ kiên định ta nguyện ý nhận trương sư làm chủ lựa chọn như vậy cũng không phải sợ hãi mà là vị trước mắt này nếu là thiên nhận danh sư về sau thành tựu tất nhiên vô hạn có lẽ có thể báo thù cho lão viện trưởng Ngươi đã nhận ta làm chủ, ở đây ta cũng cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần thực lực của ta đến, tất nhiên sẽ tra ra nguyên nhân cái chết của lão viện trưởng, báo thù rửa hận cho hắn. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, trương huyền nói: đa tạ chủ nhân. Nghe được bản thân còn chưa nói, đối phương liền đáp ứng. Hốc mắt tử dương thú đỏ lên, quỳ mọp xuống đất. Ngay sau đó một giọt máu tươi bay chán bay ra, rơi vào mi tâm trương huyền. Thánh thú nhận chủ, đứng lên đi giải quyết một ẩn hoạn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt lên trên người đối phương, một cỗ chân khí tinh thuần dọc theo kinh mạch tuôn vào. Không lâu sau, trọng thương trên người nó liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này, Tử Dương thú trừng to mắt. Làm cường giả thánh cảnh, có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí của đối phương đặc thù, tinh thuần không nói, còn mang theo một loại đường hoàng đại khí, cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, khó có thể ngỗ nghịch. Tựa như thần chỉ bao quát chúng sinh. Chẳng lẽ, đây chính là thiên nhận danh sư? Trong lòng tử dương thú sinh ra e ngại. Người nhất định kỳ quái, những khôi lỗi này, cùng ý niệm đánh người kia, vì sao là dị linh tộc? Không biết tâm tính của đối phương đã biến, Trương Huyền nói sự tình khôi lỗi dị linh tộc cùng ngoan nhân một lần. Tử dương thú này, đối với nhân tộc trung thành tuyệt đối, không có gì có thể giấu giếm. Lại nói, mặc dù những khôi lỗi này là dị linh tộc, bây giờ lại nghe mệnh lệnh của hắn sẽ không tiếp tục làm điều ác giữ ở bên người không tính là gì thì ra là thế nghe xong chuyện đã xảy ra tử dương thú càng thêm bội phục nếu không phải vị trước mắt này một khi trái tim kia hoàn toàn khôi phục toàn bộ nhân tộc chỉ sợ cũng phải tao ương hắn thuần phục thoạt nhìn là mang theo dị linh tộc nhưng trên thực tế lại tương đương miễn trừ một trận tai họa cho nhân tộc công đức vô lượng dùng công tích này đi danh sư đường đổi lấy pháp bảo, thánh khí cũng có thể nhẹ nhóm ban cho. Thần phục ta, làm chủ nhân cũng sẽ không bạc đãi nơi này có một viên nội đan hồng viên thú, một khi luyện hóa, có lẽ có thể đột phá ràng buộc hiện tại, đi đến cảnh giới cao hơn. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền ném tới viên nội đan hồng viên thú lấy được ở vân vụ lĩnh kia. Tử dương thú là thánh thú vượn loại, hồng viên thú cũng thế, cả hai có cùng nguồn gốc, có lẽ có thể nhẹ nhóm luyện hóa, từ đó tăng cao tu vi. Đa tạ chủ nhân, nắm nội đan trong tay, cảm nhận được lực lượng minh mông trong đó, tử dương thú kích động đến hốc mắt thấu đỏ. Chủ nhân suy đoán không sai, viên nội đan này, đối với nó có tác dụng cực lớn, lợi dụng thật tốt, đột phá thánh giả nhị trọng dễ như trở bàn tay. chương 1518, tử dương nhận chủ. 2. Được rồi, nơi này thanh tính, cũng không có ngoại nhân quấy dày, an tâm tu luyện đi thấy trong mắt đối phương lộ ra ánh sáng ngo ngoe muốn thử, Trương Huyền biết đối phương muốn luyện hóa nội đan, tăng thực lực lên, lúc này không nói thêm lời, đi ra trận pháp, trở lại tiểu viện. Hóa giải sự tình tử dương thú, xem như giải quyết một tâm bệnh. Có thú sủng của lão viện trưởng làm chỗ dựa, về sau danh sư học viện chắc hẳn không dám làm gì mình. Thiếu gia lạc tiểu thư tới, đang ở phòng khách chờ. Duỗi lưng một cái, vừa đi ra tiểu viện, tôn cường liền tiến lên đón. Tới rồi. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, không do dự nữa, vội vàng đi đến phòng khách. Lạc nhược khi kia, mặc dù đến bây giờ chỉ gặp qua ba lần, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng có loại cảm giác đặc thù, đây là ở trong nữ tử khác từng thấy, chưa từng có qua. Muốn nói xinh đẹp, cũng đã gặp không ít mỹ nữ, triệu nhã, vương dính, thẩm bích như, mạc vũ, triệu phi vũ, lạc thất thất, ngọc phi nhi, hồ yêu yêu. Những người này, so với lạc nhược hy hơi có không bằng, nhưng cũng đều quốc sắc thiên hương huynh quốc huynh thành nhưng đối với những người này chỉ có thầy trò bình thường bằng hữu tri tình cái khác gợn sóng không sinh đến cùng xảy ra chuyện gì xem như chính hắn cũng nói không rõ ràng tóm lại vừa nghĩ tới có thể ở chung với đối phương trong lòng liền có loại cảm giác chờ mong nhàn nhạt, nhạt vội vã đi tới phòng khách quả nhiên thấy một nữ tử áo trắng đứng ở trong phòng thoạt nhìn gầy yếu nhưng chiếm cứ tất cả cảnh đẹp để cho người ta nhìn lên một cái, liền khó mà dứt bỏ. Lạc sư, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nghênh đón tiếp lấy. Trương sư, Lạc Nhược Hy xoay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong gian phòng trăm hoa đua nở. Đến tìm ngươi, là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên một hồi, Lạc Nhược Hy nói. Lạc sư có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm, tất nhiên không chối từ trương huyền nói đối phương xuất thủ cứu hắn chỉ nhìn phần ân tình này liền không cho cự tuyệt trương sư khách khí chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm được bởi vì ngươi nắm giữ minh lý chi nhãn hơn nữa nếu như ta không nhìn lầm ngươi là thiên nhận danh sư lạc nhược hy nói ngươi trương huyền xứng sở chừng to mắt hắn là thiên nhận danh sư một mực che giấu ngay cả mộc sư thất tinh cũng nhìn không ra vị trước mắt này lại nhìn ra thật hay giả. Hiện nay có thể làm được điểm này, cũng chỉ có ngoan nhân. Ngoan nhân, đã gặp khổng sư, là nhân vật siêu cường cùng khổng sư tranh đấu qua. Nhãn lực cao rất bình thường, nhưng lạc sư, chẳng qua lục tinh, làm sao có thể nhìn ra được. Nhìn ra hắn khiếp sợ, lạc nhược hy cười cười. Ban đầu ở thanh tắc sơn mạch, ta liền biết, chẳng qua cảm thấy chúng ta không gặp gỡ quá nhiều, nên không nhiều lời mà thôi. Nhớ tới bộ dáng của tên ngốc này ở Thanh Tắc Sơn, nàng liền muốn cười. Từ nhỏ đến lớn, thấy qua vô số thiên tài, nhưng ngu như vậy, vẫn là lần thứ nhất thấy. Được rồi. Trương Huyền vò đầu. Thiên nhận danh sư, cũng không phải việc người không nhận ra gì, chỉ là sợ truyền đi, đến trong tai dị linh tộc mà thôi. Nàng đã sớm biết, nhưng vẫn không nói, nói rõ đáng giá tin tưởng. Không biết sự tình gì cần ta hỗ trợ. Ngăn chặn nghi ngờ trong lòng Trương Huyền nhìn qua. Thực lực của đối phương, hắn nhìn không thấu, nhưng có thể tùy tiện nhìn ra hắn là thiên nhận danh sư, bất kể nhãn lực, hay cái gì cũng không kém mộc sư. Người mạnh như thế, muốn bản thân hỗ trợ, đến cùng là chuyện gì? Đi phong thánh đài. Lạc Nhược Hy nói. Phong thánh đài. Trương Huyền cau mày. Nơi này nghe cũng chưa từng nghe qua. Nghe nói là chỗ nằm đó khổng sư phong thánh, ta muốn đi xem đến tột cùng, Thuận tiện nghiệm chứng một ý nghĩ. Lạc Nhược Hy ngưng trọng nói: "Chỗ Khổng sư Phong Thánh?" Trương Huyền giật nảy mình. "Không sai, nghe nói Khổng sư đột phá thánh giả, khác biệt tu luyện giả bình thường, là thánh nhân thiên địa công nhận, cũng chính là Phong Thánh. Nơi đó cũng không phải di tích cổ gì, mà là thắng địa du lịch, hàng năm đều có vô số danh sư mộ danh đến đây, tiến hành triều bái." Lạc Nhược Hy nói: "Thắng địa du lịch, đã như vậy, Ta qua có thể làm được gì? Trương Huyền sửng sốt. Nếu là du lịch thắng địa, khẳng định vô số người đi tới, di tích lợi hại hơn nữa cũng bị nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Coi như mình qua cũng không có tác dụng gì a. À. Ngươi là thiên nhận danh sư, khổng sư cũng thế, lại thêm lĩnh ngộ minh lý chi nhán, có lẽ có thể nhìn thấy một chút vật khác biệt. Lạc Nhược Hi gật đầu, lại nói, phía trên có lưu lại chữ khổng sư tự tay viết, qua nhìn một chút, đối với tu luyện giả có bổ ích rất lớn. Cái này, Trương Huyền trần chờ. ngươi nói phong thánh đài cách nơi này bao xa. Nếu như quá xa, lấy tốc độ của hắn bây giờ, thực sự khó mà với tới. Cũng không xa, ngồi tử dực thiên hùng thú mà nói, qua lại chỉ là 6-7 ngày lộ trình. Lạc nhược hy cười cười. Trương 1519, Trương Huyền nhìn ta không đánh chết ngươi. 1, 6, 7 ngày, cũng không xa. Trương Huyền gật đầu, mặc dù tốc độ của tử dực thiên hùng thú cực nhanh nhưng qua lại sáu bảy ngày chỉ sợ ngay cả biên giới của hồng viễn đế quốc cũng bay không đến nói như vậy cũng không coi là xa lạc nhược hy cười cười thế nào có hứng thú cùng ta đi hay không đương nhiên trương huyền gật đầu không nói trước có thể cùng nàng chung một chỗ chỉ nói khổng sư phong thánh đài chính là bất luận danh sư nào cũng không thể cự tuyệt nếu có thể đi qua nhìn một chút tuyệt đối sẽ không chối từ lúc nào xuất phát. Xác định xong, Trương Huyền hỏi. Nếu như thuận tiện, hiện tại liền có thể xuất phát. Lạc Nhược Hy nói. Được. Trương Huyền gật đầu. Đoạn tục thảo chưa tới, đoạn tục đan cũng không luyện được. Ngụy Như Yên có thập diệp hoa cùng địa mạch linh dịch tẩm bổ. Tính mạng không vấn đề gì. 5, 6 ngày mà thôi, không đáng kể chút nào. Bàn giao đám người tôn cường một tiếng, dặn dò chiếu cố mọi người và tiểu viện. Bản thân thì cùng Lạc Nhược Hy, bước lên lưng thiên hùng thú, thẳng tắp bay về phía phong thánh đài. Bên Trương Huyền rời Hồng Viễn Thành, bên Đồng Hân, rốt cuộc tìm được lão sư của mình, trận pháp sư học viện viện trưởng Trần Thừa Tuần. Chuyện gì? Thấy học sinh đắc ý nhất của mình vội vã, không có ổn trọng cùng lạnh lùng như trước kia, Trần Thừa Tuần tràn đầy nghi hoặc. Học sinh có chuyện cực kỳ lớn, hy vọng lão sư có thể dẫn ta đi gặp Lục Phong viện trưởng. Đồng Hân cắn răng nói. Gặp Lục Phong, đến cùng chuyện gì, lại phiền phức như thế. Trần Thừa Tuần nhíu mày một cái. Đi tìm Lục Phong viện trưởng, sự tình liền lên tới toàn bộ danh sư học viện, đến cùng chuyện gì hưng sư động chúng như vậy. Việc quan hệ danh sư học viện an nguy, còn có tử dương thú tiền bối cùng dị linh tộc. Đồng Hân nói, tử dương thú, Trần Thừa Tuần đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Người có tin tức của nó? Vâng, Đồng Hân gật đầu, tốt, chuyện này đích xác là đại sự người đi theo ta ta dẫn người đi gặp lục phong không dám tự tiện làm chủ trần thừa tuần mang theo môn sinh đắc ý của mình nhanh chân đi tới luyện đan sư học viện không lâu sau đi tới nơi ở của lục phong hai đại viện trưởng ngồi trong phòng phong tỏa chung quanh lúc này mới nhìn về phía nữ hải trước mắt có chuyện gì cứ việc nói đi ánh mắt lục phong viện trưởng sáng ngời mục sư đã từng nói ai tìm được tử dương thú người đó liền thành viện trưởng chân chính, hiện tại hắn không cách nào trừng trị Trương Huyền, bởi vì không có thân phận, một khi tìm được. Những người khác sẽ nói không nên lời nửa câu. Cái gì mi trúc, cái gì triệu bính tuất, đều sẽ không dám phản bác. Là như vậy, ta hôm nay, thấy được tử dương thú tiền bối. Đồng hân cắn răng nói. Người thấy được, nó ở đâu, còn an toàn không? Lục Phong, Trần Thừa Tuần liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều sáng lên, vội vàng nhìn qua. Hôm nay nhìn thấy, đã nói lên ở Hồng Viễn Thành có cơ hội đi cứu. Nó ở trong phủ đệ của Trương Huyền ngoài học viện. Đồng Hân nói, phủ đệ của Trương Huyền, vì sao Tử Dương Thú Tiền Bối sẽ ở đó? Lục Phong sững sờ. Phủ đệ của tên này là Hoài Vương gia đưa, trước đó cũng đã biết, cực kỳ xa hoa, Tử Dương Thú Tiền Bối mất tích 7, 8 ngày trước, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Là như vậy, ta trong lúc vô tình đi phủ đệ này phát hiện tử dương thú tiền bối, bị vây ở trong một trận pháp, muốn chạy trốn, nhưng Thủy Trung trốn không thoát. Đồng Hân không chút giấu giếm, nói ra toàn bộ tình cảnh nhìn thấy ở phủ đệ của Trương Huyền. Còn những khôi lỗi kia, vì hơi xa, không thấy rõ, còn tưởng rằng là dị linh tộc chân chính. Người nói, Trương Huyền mang theo 20 dị linh tộc, với công tử dương thú tiền bối. Xem ra, hắn là thủ lĩnh của những dị linh tộc này. Lục Phong sầm mặt lại, đột nhiên đứng dậy. Tin tức này là quá đáng sợ. Coi như lấy tâm tính của hắn, cũng có chút không dám tin tưởng. Tin tức này của người có thật không? Trần Thừa Tuần cũng nhìn chằm chằm qua. Khống chế hơn 10 dị linh tộc, đánh tử dương thú, phóng thích sát lục khí tức. Không có chỗ nào không nói rõ, trương huyền kia có thể là một gian tế của nhân tộc, thậm chí còn có thể là dị linh tộc. Học sinh nguyện ý lấy thân phận danh sư thể, nói câu câu là thật, nếu như có nửa câu nói dối cam nguyện hủy bỏ tư cách danh sư đồng hân giơ tay lên vẻ mặt nghiêm túc lấy danh nghĩa danh sư thề là lời thề nặng nhất một khi phạm sai lầm coi như danh sư đường không truy cứu tín niệm cũng sẽ bị hao tổn trên tâm cảnh lại khó tiến bộ cái này thấy nàng thề lục phong cùng trần thừa tuần liếc mắt nhìn nhau thần sắc càng ngày càng ngưng trọng một lát sau lục phong viện trưởng giống như nghĩ thông cái gì bừng tỉnh đại ngộ Khó trách, tên này chừng 20 tuổi, liền có thể tinh thông nhiều chức nghiệp phụ tu như vậy, thậm chí còn lợi hại hơn những viện trưởng chúng ta. Thì ra là thế, thì ra là thế. Dường như thấy hai người không hiểu, Lục Phong siết chặt nắm đấm, nói tiếp. Trường 1520, Trương Huyền nhìn ta không đánh chết ngươi. 2. Tuổi thọ của dị linh tộc dài hơn nhiều nhân loại, tên này thoạt nhìn 20 tuổi, chỉ sợ là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Nếu không, làm sao có thể học luyện khí, luyện đan, y đạo, kinh hồng đến trình độ như thế. Cái này, Trần Thừa Tuần Trần chờ một chút, nhịn không được nhẹ gật đầu. Không sai, vừa đến liền làm toàn bộ học viện đại loạn, mê tất cả học sinh thần hồn điên đảo, trước đó ta đã cảm thấy không bình thường, không nghĩ tới tên này có loại thân phận đó. Trương huyền kia có quá nhiều để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, coi như lĩnh ngộ minh lý chi nhãn cũng giải thích không thông, nếu như là dị linh tộc, liền rất dễ dàng giải thích. Dị linh tộc, làm hại nhân loại, với tư cách danh sư, gặp được nhất định phải chém giết. Mắt lục phong viện trưởng sáng lên, cắn răng khanh khách rung động. Cựu hận của dị linh tộc cùng nhân tộc, đã sâu tận xương tủy, không cách nào sửa đổi, tên này là dị linh tộc, như vậy cũng chỉ có một kết quả. Chết! Không sai, chém giết gian tế nhân tộc, chúng ta không thể đổ cho người khác. Trần Thừa Tuần lên tiếng, ngay sau đó nhân mày lại. Bất quá, đối phương đã được đám người mi viện trưởng, triệu viện trưởng tín nhiệm, tìm không thấy chứng cứ, trực tiếp ra tay, ta sợ sẽ gây nên mâu thuẫn không cần thiết. Bọn họ hồ đồ a hát. Lục phong viện trưởng hư lạnh một tiếng, trên người lộ ra tự tin mạnh mẽ. Ta đã sớm nhìn ra tên này không phải thứ tốt, bọn họ lại không tin, lúc này ta nhìn còn có lời gì để nói. Như vậy đi, bây giờ chúng ta liền tìm mục sư, nói tỉ mỉ chuyện này với hắn, sau đó lại tìm thập đại trường lão cùng Trương Huyền đến, ở trước mặt vạch trần. Sĩ linh tộc, người người phải trừ diệt. Không sai, có mục sư chủ trì, ở trước mặt vạch trần, coi như bọn họ muốn nói cái gì, cũng không nói ra được. Trần Thừa Tuần gật đầu. Ừm, nhẹ gật đầu, Lục Phong hài lòng xoay đầu lại, nhìn về phía nữ hải cách đó không xa. Người gọi đồng hân đúng không, làm rất không tệ, một lát nữa gặp mục sư, còn phải lặp lại sự tình nhìn thấy lần nữa. Ta biết người cũng phụ tu luyện đan, mặc dù thiên phú không bằng trận pháp, nhưng cũng xem như tốt. Chỉ cần làm tốt chuyện này, ta có thể thu làm thân truyền, đơn độc truyền thụ cho người luyện đan. Học sinh bái kiến lão sư. Ánh mắt đồng hân sáng lên, vội vàng quỷ gối. Một khi đối phương trở thành viện trưởng, nàng chính là đệ tử của viện trưởng, lại thêm là thân truyền của hai đại viện trưởng, đến lúc đó đồng hân hội, trở thành học viện đệ nhất học hội ở trong tầm tay. Ha ha, hồ yêu yêu, lòng thương nguyệt, tiết chân dương, các ngươi lấy cái gì đấu với ta. Còn Trương Huyền, thân là dị linh tộc, thân phận bị vạch trần, tương đương với hoàn toàn xong, càng không đáng giá nhắc tới. Ừm, hiện tại ta liền đi tìm mộc sư. Nhẹ gật đầu, lục phong viện trưởng đang muốn tiến lên, đột nhiên ngừng lại. Trước không vội, Trương Huyền này cùng lạc sư quan hệ không tệ, một khi hiện tại đi tìm mộc sư tin tức truyền ra ta sợ tên kia sẽ sớm chuẩn bị một khi chạy trốn còn muốn bắt liền khó khăn có thể che đậy khí tức ngụy trang danh sư nói rõ đối phương không phải gian tế nhân tộc mà chính là vương giả dị linh tộc người mạnh như thế sớm biết tin tức trốn đi đừng nói hắn xem như danh sư đường của phong hào đế quốc tới cũng chưa hẳn có thể bắt được nhất định phải chú ý cẩn thận mới được đúng vậy trần thừa tuần cũng nhẹ gật đầu mặc dù khả năng này không lớn nhưng cũng phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện trần viện trưởng người trước dò xét trương huyền kia ở đâu phái người theo dõi đừng để hắn chạy trốn đợi hoàn toàn chắc chắn lại bẩm báo mộc sư để hắn phán quyết suy nghĩ một chút lục phong viện trưởng nói mặc dù trong lòng hận không lập tức bắt lấy chém giết nhưng thân là danh sư lục tinh thượng phẩm vẫn có thể bảo trì bình thản được trần viện trưởng lên tiếng xoay người đi ra ngoài không lâu sau lần nữa trở về đã phái hai vị trưởng lão tiến đến theo dõi trương huyền sau gần nửa canh giờ một bóng người đi tới hồi bẩm trần viện trưởng lục viện trưởng trương huyền không có ở trong phủ đệ cũng không ở hồng viễn thành buổi trưa liền cùng lạc sư ngồi linh thú phi hành rời đi rời đi ba người ngẩn ngơ vâng một canh giờ trước cụ thể đi nơi nào không có nói tỉ mỉ cũng không có bản giao không thể nào dò xét bóng người kia nói bọn họ đi phủ đệ của trương huyền bằng vào thực lực hơi dò xét liền có thể xác định trương huyền vắng mặt sau đó hỏi thăm gia hai người rời đi cũng không khó nhưng mà đi nơi nào ngay cả tôn cường cũng không biết chớ nói chi là bọn họ một canh giờ trước vẻ mặt ba người khó coi linh thú phi hành một canh giờ ít nhất bay mấy ngàn dặm làm sao đuổi kịp những học sinh kia còn ở đó không Lục Phong quay đầu nhìn qua. Đều còn. Bóng người gật đầu. Hơn nữa căn cứ tin tức, hắn là được lạc sư mời, mới xuất hành. Vậy thì tốt rồi, đoán chừng đi làm chuyện đó, chỉ cần những học sinh kia vẫn còn, tin tức liền không dò gì, các người lưu tâm quan sát, một khi trở về, lập tức bẩm báo. Hất ống tay áo, hai mắt Lục Phong nheo lại, mang theo khí thế cùng quyết đoán của đại viện trưởng. Vâng, bóng người gật đầu, xoay người rời đi người vắng mặt chúng ta làm sao bây giờ trần thừa tuần nhịn không được hỏi làm sao bây giờ chờ một khi trở về liền tổ chức thập đại viện trưởng hội nghị ngay ở trước mặt mộc sư vạch trần bộ mặt thật của hắn ánh mắt lục phong phát lạnh cười lạnh một tiếng trong mắt sát cơ sôi trào để ngươi phách lối để ngươi không nể mặt ta để ngươi làm cho luyện đan sư học viện sắp duy trì không được trương huyền ngày lành của ngươi hết rồi nhìn lục phong ta không đánh chết ngươi. chương 1521, Phong Thánh Đại 1 Bên này thương nghị vạch trần thân phận của hắn, trên lưng thiên hùng thú, trương huyền cùng lạc nhược hy đứng song song, nhìn mây trắng bay lượn qua trước mắt, thần tình lạnh nhạt. Phong Thánh Đài là chỗ khổng sư phong thánh, không chỉ ở trên vách núi đá lưu lại bút tích tự tay viết. Nghe nói còn để lại một đạo ý niệm, tặng cho người hữu duyên, các người đều là thiên nhận danh sư, có lẽ có cơ hội lấy được. Lạc nhược hy cười cười nói. Một đạo ý niệm, ánh mắt trương huyền sáng lên. Địa vị của khổng sư có thể tưởng tượng, danh sư thủy tổ, một đạo ý niệm chân quý, đủ có thể khiến vô số danh sư vì đó đổ xô tới. Đúng vậy, mặc dù chỉ là mới vừa đột phá thánh giả lưu lại, không tính quá mạnh, nhưng cũng là khổng sư. Không thể khinh thường, nếu như người có thể được, dung hợp nó, đột phá thánh giả ở trong tầm tay. Lạc nhược hy gật đầu. Đột phá thánh giả, Trương Huyền cười khổ. Hiện tại ta mới quy nhất cảnh đỉnh phong mà thôi, cách thánh giả còn kém xa lắm. Mặc dù hắn cũng muốn đột phá, nhưng cách thánh giả còn có khoảng cách rất lớn. Sau quy nhất cảnh còn có đạp hư cảnh, tầm phong cảnh, thậm chí còn có bán thánh, tòng thánh. Bốn cảnh giới, coi như hắn có đầy đủ bí tịch, có thể ngưng tụ thiên đạo công pháp, siêu tập địa mạch linh dịch, cũng chưa chắc đầy đủ. Thiên đạo công pháp càng về sau yêu cầu linh khí càng cao, tiêu hao linh thạch, linh dịch nhiều hơn thánh giả bình thường đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Lại thêm tàm phong tới bán thánh là một ngưỡng cửa, bán thánh tới tòng thánh cũng là một ngưỡng cửa. Hai đại hạm, không biết khốn chết bao nhiêu người, cho dù hắn có thiên đạo công pháp, cũng không dám nói, có thể trăm phần trăm thành công. Lần trước ở Thanh Tắc Sơn thấy ngươi, mới chọc thanh cảnh đỉnh phong đi, không đến hai tháng, liền đạt đến quy nhất cảnh đỉnh phong, tăng lên ba đại cảnh giới, loại tốc độ tiến bộ này, ngay cả ta cũng rất ít gặp mặc dù thánh giả mạnh mẽ, nhưng đối với ngươi, không khó lắm. Lạc Nhược Hy nói, lần thứ nhất gặp mặt, đối phương mới chọc thanh cảnh đỉnh phong, lần thứ hai nhìn thấy, liền đến kiểu thiên cảnh đỉnh phong. Vốn cho rằng cái này đã rất nhanh, không nghĩ tới hôm qua nhìn thấy, đã là quy nhất cảnh đỉnh phong. Tốc độ tiến bộ như thế, quả thực nghe giận cả người. Ta, cũng là vận khí tốt mà thôi. Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, không tiếp tục dây dưa vấn đề này, như nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi. Đúng rồi, người có bí tịch công pháp đạp hư cảnh không? Cấp bậc không yêu cầu, càng nhiều càng tốt. Công pháp bí tịch của danh sư học viện, quản lý nghiêm ngặt hơn thư tịch bình thường, có trận pháp bảo vệ, phu hồn cũng khó đi vào, lại thêm trông coi cơ bản đều là lão sư, có kinh nghiệm ở kinh hồng viện, liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Một vệ nhiễm tuyết liền thiếu chút nữa để hắn treo, vạn nhất toát ra mấy vị am hiểu linh hồn, một phen công kích, đoán chừng trốn đều trốn không thoát. Sau đó, những ngày gần đây, khắp nơi học những nghề nghiệp khác, cũng không đi tìm công pháp. Không phải tìm không thấy, mà là không dám. Giờ phút này, đúng lúc chạy đi, không có việc gì làm, liền hỏi một chút, nếu như đối phương có, vừa vặn học một chút, thuận tiện tăng thực lực lên. Công pháp đạp hư cảnh, ta có, chẳng qua chỉ có một bản, lại là công pháp gia tộc, không cho phép truyền ra ngoài lạc nhược hy lắc đầu là ta lỗ máng nghe trương huyền có chút xấu hổ căn cứ tin tức biết đến vị trước mắt này vô cùng có khả năng đến từ thánh nhân quý tộc lạc gia công pháp gia tộc bảo hộ rất nghiêm tùy tiện cầu lấy thuộc về đại bất kính thật giống như mục sư trước đó bởi vì tiết lộ công pháp bị gia tộc trục xuất không có gì lỗ máng người muốn xung kích đạp hư cảnh mà nói ta ngược lại có thể chỉ điểm ngươi lạc nhược hy cười cười đạp hư là hóa phàm bắt trọng, toàn thân càng thêm phù hợp tự nhiên, có thể làm đến đạp hư mà đi. Trương Huyền cẩn thận lắng nghe, con mắt nhịn không được tỏa ánh sáng. Không hổ là cường giả từ thánh nhân quý tộc đi ra, giảng giải đối với đạp hư cảnh cẩn thận nhập vi, hầu như không có bất kỳ sai lầm gì. Dựa theo phương pháp của nàng tu luyện, coi như không có công pháp, cũng có thể đột phá cảnh giới, càng đi càng xa. Nhưng Trương Huyền cũng không lo lắng, hắn đột phá quy nhất cảnh chỉ hơn hai ngày tùy tiện sung kích mà nói rất dễ dàng để tu vi trở nên phù phiếm xem như thiên đạo công pháp cũng cần cơ sở vững chắc nếu không tiến bộ càng nhanh càng giống như lâu đài trên không hoa trong kính dễ dàng tiêu tán trò chuyện càng nhiều trương huyền được lợi càng nhiều một phen trò chuyện để hắn đối với tu luyện sau này có lý giải khắc sâu hơn đi phong thánh đài cần gần ba ngày trong khoảng thời gian này quá bận chưa kịp tu luyện, thông qua nói chuyện phiếm, để hắn có lĩnh ngộ mới, đúng lúc thừa cơ củng cố tu vi. Địa mạch linh dịch dọc theo kinh mạch chảy xuôi trong cơ thể, thiên đạo chân khí, trải qua thiên truy bách luyện, càng thêm tinh thuần cùng cứng cỏi. Thời gian thoáng một cái đã qua, trải qua ba ngày rèn luyện, đã hoàn toàn củng cố thực lực quy nhất cảnh đỉnh phong, khí tức cả người sắc bén hơn trước rất nhiều. Mặc dù lực lượng không có đột phá, vẫn như cũ là 14 triệu đỉnh, nhưng vận dụng chân khí càng thêm linh hoạt, chiến đấu cũng tăng cường không ít. Nhất là khí hải, so với trước đó rộng lớn tiếp cận gấp đôi, chân khí tinh thuần sao động, tựa như tụ tập hồng thủy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người. Ba ngày khổ tu, lĩnh ngộ quy nhất cảnh càng sâu hơn, giờ phút này chỉ cần hắn có cơ hội, tùy thời có thể xông phá cửa ải, một lần hành động đi đến hóa phàm bát trọng đạp hư cảnh. Nhìn xem quyền thư tịch kim sắc kia, đáp ứng tưởng viện trưởng, thu hắn làm đồ, trong đầu liền thêm ra một thư tịch kim sắc, một mực không thời gian nhìn kỹ, lúc này tu luyện hoàn tất, đúng lúc nghiên cứu một chút. Chương 1522, Phong Thánh đại 2 Quyển sách này, không quá tương đồng trước đó, không có sáng như vậy, thoạt nhìn có chút tối tăm, mặc dù độ sáng ít đi, nhưng cho người ta một loại cảm giác càng thêm minh mông. Xem ra Thiên đạo thư viện tấn cấp, Thiên đạo chi thư cũng tấn cấp. Chương Huyền Âm thầm gật đầu. Trước đó kim sắc thư tịch có thể để cho hắn trong nháy mắt ghi nhớ vô số tri thức, có thể biến thành cục gạch đập chết người, thậm chí cường giả như ngoan nhân cũng khó đào thoát, có thể tăng lên tâm cảnh khắc độ, trực tiếp gia tăng một đại cấp bậc. Không biết sau khi tấn cấp, thư tịch trở nên thoáng u ám, sẽ có năng lực gì không? Đang muốn nghiên cứu một chút, liền nghe được một thanh âm thanh thúy vang lên. Đã đến phong thánh đài. Đến. Trương Huyền không để ý tới tiếp tục nghiên cứu, mở to mắt, chỉ thấy Lạc Nhược Hy đứng thẳng, Ánh mắt nhìn ra ngoài, an tĩnh như một bức tranh tuyệt mỹ. Đi tới gần, nhìn về phía trước, một ngọn núi cao nguy nga xuất hiện, đứng sừng sững ở trên bình nguyên bóng loáng, như một cự long trực chỉ vân tiêu. Đỉnh núi như bị người san bằng, từ xa nhìn lại như một tế đàn, một con đường trắng tinh, thẳng tắp xoay quanh lên, nối thẳng đỉnh núi. Đây chính là Phong Thánh Đài. Trương Huyền líu lưỡi, ngọn núi cao này, quỷ phủ thần công, giống như núi tiếp thiên địa không phải tận mắt nhìn thấy, khó mà tin được. Nghe nói lúc ấy khổng sư ngồi ở đây ba ngày, một lần hành động đột phá, thiên hàng thánh âm, vạn chuông cùng vang. Tựa hồ biết khá nhiều tình cảnh lúc khổng sư phong thánh, lạc nhược hy mỉm cười nói. Ngọn núi này, trước kia là dạng gì, không người biết được, có điều, sau khi khổng sư phong thánh, liền biến thành như vậy, như một tế đàn, câu thông đại địa cùng trời xanh. Ở trên đây tu luyện, tâm cảnh mở rộng, lại càng dễ đột phá, Do đó, hàng năm tu luyện giả tới đây tìm kiếm đột phá, nhiều vô số kể. Trương Huyền gật đầu, minh lý chi nhãn chiếu rọi, trên con đường trắng tinh, bóng người xoay quanh, quả nhiên giống như đối phương nói, có không ít người tới cầu đạo. Còn có thể thành công hay không, vậy liền nhìn cơ duyên. Bởi vì là địa phương Khổng Sư Phong Thánh, danh sư đường bố trí nơi này thành thánh địa, muốn qua, chỉ có thể từ dưới chân núi từng bước một đi lên, không thể phi hành, cường giả thánh cảnh cũng không ngoại lệ chúng ta tới chân núi đi. Lạc Nhược Hy nói, chỗ khổng sư phong thánh, trang nghiêm uy nghiêm, không có khả năng để cho người ta bay thẳng lên, muốn lên núi, chỉ có một cách. Dọc theo đường núi đi bộ tiến lên. Đây cũng là tôn trọng đối với khổng sư cùng nghề nghiệp danh sư. Biết quy củ, Trương Huyền cũng không vượt qua, để tử dực thiên hùng thú bay tới chân núi. Còn chưa tới đến gần, liền thấy bóng người như thoi đưa, vô số người mặc danh sư bào, dọc theo đường núi, loạn trọn tiến về phía trước. Những người này, cơ bản đều là cường giả tầng phong cảnh, còn có chút bán thánh, tòng thánh, có là danh sư, cũng có tu luyện giả những nghề nghiệp khác, xem ra đều là chuyên tới tìm kiếm cơ duyên. Những thứ này, đều là cường giả của Hồng Viễn Đế Quốc. Trương Huyền Nghi hoặc, đánh mắt nhìn đi, toàn bộ đường núi chừng trên vạn người, hầu như tất cả đều là tầm phong cảnh, bán thánh, tòng thánh. Hồng Viễn đế quốc chỗ nào toát ra nhiều cường giả như vậy? Tự nhiên không phải, Phong Thánh Đài đứng sừng sững ở biên giới Hồng Viễn đế quốc, chung quanh kết nối 10 đế quốc nhất đẳng, thậm chí còn có người phong hào đế quốc cũng sẽ đến, những người này có thể có một phần trăm là của Hồng Viễn liền tốt lắm rồi. Lạc Nhược Hy nói, A hát, Trương Huyền lên tiếng, những ngày này thông qua đọc sách, hắn cũng gần như biết tình huống xung quanh. Hồng Viễn đế quốc là đế quốc nhất đẳng, phía trên là thanh nguyên phong hào đế quốc. Dưới thanh nguyên đế quốc, quốc gia nhất đẳng như vậy có vài chục, diện tích lãnh thổ bao la, địa giới mấy chục triệu giảm, nhân khẩu vượt qua vạn ức. Hồng viễn đế quốc, mặc dù có danh sư học viện, văn danh thiên hạ, nhưng muốn nói diện tích, không tính là lớn nhất trong đế quốc nhất đẳng, chỉ có thể coi là trung du. Nguyên nhân chính vì như thế, cường giả cũng không phải nhiều nhất. Người mạnh nhất Hồng Viễn Thành, chẳng qua là thánh giả nhất trọng đỉnh phong, mà một chút đế quốc nhất đẳng cường đại, lại có thánh giả nhị trọng, thậm chí tam trọng tỏa chấn. Cường giả khác biệt, cùng làm đế quốc nhất đẳng có tranh lệch rất lớn. Đúng rồi, danh sư học viện chỉ có hồng viễn đế quốc có, hay đế quốc nhất đẳng khác cũng có. Trương Huyền hỏi tiếp, danh sư học viện là địa phương chuyên môn bồi dưỡng danh sư, mặc dù hồng viễn đế quốc không phải độc nhất, nhưng trong phạm vi đế quốc nhất đẳng cũng không nhiều. Dưới thanh nguyên đế quốc, mười mấy đế quốc nhất đẳng, chỉ có bốn chỗ có học viện. Lạc Nhược Hy nói, nhưng cách nhau cực xa, không ít người cũng không biết được. Bốn chỗ, Trương Huyền líu lưỡi, trước đó vẫn cho là, trong phạm vi đế quốc nhất đẳng, chỉ có một danh sư học viện ở Hồng Viễn, không nghĩ tới còn có ba chỗ tương đồng. Một Hồng Viễn học viện, liền có 10 vạn danh sư, học viện khác chắc hẳn cũng không kém. Như vậy xem ra, danh sư đại lục còn rất lớn, chỉ ít so với trái đất kiếp trước, lớn hơn mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Đáng sợ. chương 1523, Thượng Cổ Bí Mật một Thời điểm hai người trò chuyện, thiên hùng thú đã bay đến chân núi, rơi trên mặt đất, để nó rời đi trước. Lúc này Trương Huyền mới cùng Lạc Nhược Hy, đi theo đằng sau đám người, dọc sơn đạo tiến lên. Trên người có huy chương danh sư, nên không có người ngăn cản. Cái sơn đạo này, có không ít dấu vết tiền nhân lưu lại, ghi chép lý giải cùng lĩnh ngộ đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Đi vài bước, Lạc Nhược Hy chỉ tới một bên. Trương Huyền nhìn lại, lập tức nhìn thấy trên vách đá, điêu khắc đủ loại kiểu chữ lít nha lít nhít. Đến nơi này, một là hành hương, thứ hai là muốn mượn khí tức phong thánh đài đột phá, có người thất bại, tự nhiên cũng có người thành công. Thành công, lòng tràn đầy vui vẻ, liền sẽ lưu lại tâm đắc đột phá, để cho hậu nhân tham khảo. Những tâm đắc này, dù chỉ là nhất gia chi ngôn, nhưng nhắn lại nhiều, liền có giá trị tham khảo rất cao. Ánh mắt quét tới vách đá, đại bộ phận đều là phương pháp đột phá bán thánh, tòng thánh, thậm chí còn có cảm ngộ đột phá thánh giả, không ít người dừng chân, nhìn như si như say. Nhiều nội dung như vậy, nhìn xong đoán chừng ít nhất cũng một tháng. Khổng sư phong thánh đến bây giờ đã mấy vạn năm, cường giả tới qua nơi này nhiều vô số, lưu lại chữ viết càng không biết bao nhiêu, hầu như viết đầy vách đá tới gần sơn mạch, coi như có gặp qua là không quên được, lần lượt nhìn một lần, đi đến đỉnh núi, chỉ sợ cũng cần ít nhất hơn một tháng. Thể chất, công pháp tu luyện, tính tình từng người không giống nhau, đột phá cũng có khác biệt rất lớn, do đó, đồ vật phía trên cao thấp không đều, nhìn nhiều, phân biệt không ra thật giả, ngược lại sẽ bị quấy nhiễu, tìm không thấy phương pháp chính xác, lâm vào mê mang. Nhìn rất nhiều tu luyện giả đứng ở trước bức tường, lạc nhược hy lắc đầu. Những vật này, tuy có giá trị tham khảo, nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng. Nhìn nhiều, rất dễ dàng để cho người ta lâm vào mê mang, tìm không thấy phương hướng tu luyện chân chính. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Lại thêm danh sư đại lục, không những không giới hạn sáng tạo, còn cực kỳ khuyến khích, danh sư đường thành lập vài vạn năm, đủ loại công pháp, bí quyết, toàn sách là sách, nhiều vô số kể. Mỗi tu luyện giả lợi hại, đều có phương pháp của mình, có chút thậm chí hoàn toàn khác biệt, phương hướng trái ngược, lại đều có thể tự viên kỳ thuyết. Nguyên nhân chính vì như thế, hàng năm bởi vì nhìn nhiều, nhìn tạp mà ổ hỏa nhập ma cũng vô số kể. Cho nên, danh sư đường truyền thụ học sinh mới có thể thống nhất quản lý công pháp tu luyện, chỉ có được lão sư cho phép mới có thể sao chép, nếu không, nhiều mà tạp, không có năng lực phân biệt đúng đắn sai lầm, rất dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Trên lối đi, người ghi chép phương pháp đột phá không dưới mấy triệu, mỗi người đều có lý luận của mình, nhìn một cái hai cái, còn có thể kiên trì bản tâm nhưng nhìn nhiều liền rất có thể tư duy hỗn loạn cuối cùng rơi vào ngõ cụt lại không cách nào đi ra nguyên nhân chính là như thế phong thánh đài này trừ khi là thực sự không cách nào đột phá nếu không rất ít người nguyện ý tới người khác phân biệt không được thị phi ta không giống a hát rõ ràng những chuyện này trương huyền đang định thu hồi ánh mắt trong lòng đột nhiên động một cái người khác nhìn nhiều phương pháp tu luyện bí quyết đột phá như vậy phân biệt không được dù là khổng sư không cẩn thận cũng sẽ lâm vào mê mang, nhưng hắn khác biệt. Thiên đạo thư viện tự động phân biệt, chỉ cần thu vào, liền sẽ không bị loại sự tình này quấy nhiễu. Chỉ là những thứ này không phải thư tịch, tất cả đều là văn tự điêu khắc ở trên vách tường, không biết có thể thu vào hay không. Thiên đạo thư viện thu tri thức, đều là lấy thư tịch làm đơn vị, mà bây giờ đây đều là văn tự điêu khắc trên vách tường, không biết có thể thành công hay không. Thử một chút, thiếu hụt Tinh thần khẽ động, thở nhẹ một hơi, ánh mắt tập trung ở trên vách tường. Hoa lạp lạp lạp, thư viện trong đầu lay động, vô số thư tịch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên giá sách. Lấy một bản mở ra, đúng là địa phương ánh mắt hắn đảo qua. Có thể thực hiện. Con mắt Trương Huyền lập tức sáng lên. Xem ra lần này Thiên Đạo thư viện tấn cấp, không chỉ ánh mắt có thể quét hình thư tịch, ngay cả văn tự trên vách tường, chỉ cần hắn nguyện ý, đồng dạng có thể ghi chép lại hoàn toàn lưu trữ. Những phương pháp đột phá này, hiện tại ta không cần, nhưng tu luyện đến, liền có thể sử dụng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng lạc nhược hy nhanh chân đi lên núi, vừa đi ánh mắt đảo qua bức tường, ghi chép văn tự phía trên lại. Trước đó nhìn những thứ này, cần một tháng thời gian, mà bây giờ, có thể đi bao nhanh, liền có thể thu vào bao nhanh, hơn nữa còn có thể tự động tạo ra bí tịch đúng đắn, căn bản không cần lo lắng thấy nhiều rơi vào hỗn loạn hai người một đường tiến lên, càng đi lên, ở trước vách đá lưu lại người càng ít, nhưng cường giả lại càng ngày càng nhiều. Trước đó dưới chân núi, cường giả tầm phong cảnh khá nhiều, mà bây giờ, hầu như đều đạt đến tổng thánh cảnh, tiểu nhân vật giống như hắn, chỉ có quy nhất cảnh, ngược lại thành quái thai. Phong thánh đài là danh sư thánh địa, không có người dám gây rối ở chỗ này, cũng không cần lo lắng người khác tìm phiền toái, một đường hướng lên, đi tròn một đêm, lúc này mới đến đỉnh núi, nhìn về phía vị trí như tế đàn. Trên ngọn núi bằng phẳng, đứng sừng sững một vách đá cự đại, phía trước tựa như quảng trường vuông vức, lít nha lít nhít ngồi đầy tu luyện giả. Có danh sư, cũng có tu luyện giả, toàn bộ đều nhìn chữ viết lưu lại trên vách đá, hoặc trầm tư, hoặc minh tưởng, hoặc thí nghiệm, hoặc tu luyện. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, dường như tất cả mọi người không nguyện ý quấy rầy thánh địa yên tĩnh. Đây chính là lúc khổng sư phong thánh lưu lại tâm đắc cùng trải nghiệm lạc nhược hy truyền âm tới. Khổng sư lưu lại, trương huyền nhìn về phía vách đá. Phía trên lít nha lít nhít viết tâm đắc tổng thánh đột phá thánh giả, rồng bay phượng múa, cả đám chữ lớn, mang theo uy áp nồng đậm. Có lý giải đối với chức nghiệp thư họa, nhìn thoáng qua, liền biết những chữ này đã đạt đến cảnh giới hóa phồn vi giản, nếu như không có lực lượng đặc thù chân áp, chỉ sợ mỗi một chữ đều có thể tạo ra linh tính, bay đến không chung, thành một sinh mệnh đặc thù chương 1524, Thượng Cổ Bí Mật 2. Thư họa sư tu luyện tới cảnh giới tối cao, nâng bút vẽ tranh, có thể vẽ ra thế giới chân thật, để cho người ta rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Truyền thuyết, có một vị thư họa sư cửu tinh, từng dùng hỏa vẽ ra trăm vạn đại quân, vây chết đối thủ tại chỗ, cường giả thánh cảnh cũng khó đào thoát. Trên vách tường trước mắt lưu lại kiểu chữ, mặc dù không đến loại trình độ này, nhưng cũng cho người một loại cảm giác tựa như sinh mệnh, hình như những chữ viết này bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra lặng lẽ chạy trốn không đúng những kiểu chữ này không quá giống của khổng sư nhìn một hồi trương huyền nhíu mày những chữ này mặc dù uy thế rất đủ nhưng thiếu loại khí độ bao dung thiên hạ kia nếu là khổng sư lưu lại có lẽ phải có lòng dạ kiêm tể thiên hạ mới phải kiểu chữ trước mắt vẫn nghĩ một mình chạy trốn không hợp loại khí phách kia người gặp qua chữ của khổng sư Lạc nhược hy hỏi. Ân, học cho ta từng có một bản chép tay của khổng sư, phía trên lưu lại mặc bảo của hắn, cùng những chữ này, không giống nhau lắm. Trương Huyền nói. Quyền khổng sư chép tay trong tay mình, mặc dù không có nhiều chữ, nhưng nhìn lên một cái, cho người ta một loại cảm giác tâm hồn rung động, thậm chí chính hắn, cũng lấy chữ của khổng sư luyện tâm, từ đó tâm cảnh tăng nhiều. Chữ trước mắt này, rõ ràng không phải. Người nói không sai, đây không phải chữ viết khổng sư lưu lại. Lạc Nhược Hy lắc đầu. Tuy nơi này là danh sư thánh địa, được nhân loại thủ hộ rất tốt, nhưng cũng bị dị linh tộc công kích mấy lần. Nguyên bản khổng sư lưu lại, đã sớm bị hủy, hiện tại những chữ này đều là thư hỏa sư tổng bộ phái người sửa chữa. Bị dị linh tộc hủy, dị linh tộc không phải đã sớm bị tiêu diệt không sai biệt lắm, biến mất ở trong dòng sông lịch sử sao? Trương Huyền sướng sờ. Cùng nhau đi tới, hắn tổng cộng chỉ thấy qua một dị linh tộc còn sống còn bị hắn giết chết rồi. Ngoan nhân, khôi lỗi, đều là nửa chết nửa sống, không tính là sinh mệnh chân chính. Dị linh tộc, thấy cũng không thấy được, làm sao có thể hủy diệt thánh địa lợi hại như thế. Phải biết, bọn họ cùng nhau đi tới, đã gặp bán thánh, tòng thánh, không dưới mấy vạn, muốn ở chỗ này, hủy diệt vật khổng sư lưu lại, độ khó bao lớn, không kém xông vào danh sư học viện chém giết lục phong viện trưởng. Có thể nói, hầu như là không thể nào làm được biến mất nếu quả thật biến mất vì cái gì danh sư đường trải rộng các nơi vì sao phải thành lập danh sư học viện vì cái gì khảo hạch nghiêm khắc như thế lạc nhược hy lắc đầu nói thật cho người biết hồng viễn đế quốc thoạt nhìn yên tĩnh kỳ thật cũng không phải như thế chẳng lẽ hồng viễn đế quốc có dị linh tộc trương huyền biến sắc không sai danh sư học viện lão viện trưởng người chắc hẳn cũng nghe qua nếu như đoán không sai chính là bị dị linh tộc hãm hại lạc nhược hy nói bị dị linh tộc hãm hại vẻ mặt trương huyền nghiêm túc khó trách tử dương thú nhìn thấy mình thả ra khôi lỗi dị linh tộc liền phản ứng lớn như thế hận không thể ăn hắn nguyên lai lão viện trưởng chết đi thật có khả năng có quan hệ tới chủng tộc này hồ yêu yêu cũng đã nói lời tương tự đột nhiên nhớ tới hồ yêu yêu nói trương huyền siết chặt nắm đấm có danh sư học viện tỏa chấn, hắn vẫn cho rằng Hồng Viễn Thành cực kỳ yên tĩnh, hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Sĩ Linh Tộc là từ ngoại vực tới, năm đó vì xâm nhập đại lục, thành lập không ít ngoại vực thông đạo, mà. Hồng Viễn Thành chính là một lối đi, nếu không, người cho rằng Hồng Viễn Đế Quốc, ở trong đế quốc nhất đẳng chỉ ở Trung Du, có tài đức gì thành lập danh sư học viện. Lạc Nhược Hy giải thích, cái này, Trương Huyền xứng sờ, giờ mới hiểu được. Khó trách trước đó thời điểm nói chuyện trời đất, nói hồng viễn đế quốc ở trong đế quốc nhất đẳng không tính khá cao, nhưng thành lập danh sư học viện mà đế quốc nhất đẳng cường đại không thể thành lập, lúc ấy trong lòng liền có chút kỳ quái, thì ra là thế. Mục đích của danh sư học viện là vì chấn áp ngoại vực thông đạo, để dị linh tộc không thể xâm nhập. Những chữ trên vách đá này đã bị hủy diệt thật nhiều lần, lưu lại, đều là thư họa sư bắt trước khổng sư viết, hình chữ đồng dạng nhưng ý cảnh liền kém xa. Người có minh lý chi nhãn, ta muốn người mượn nhờ năng lực này, tìm kiếm khí tức khổng sư lưu lại, tìm được vị trí khổng sư phong thánh chuẩn xác. Lạc Nhược Hy nói, vị trí xác thực, chẳng lẽ, không phải ở đây? Trương Huyền sướng sờ, nơi này đã là phong thánh đài, tự nhiên là nơi khổng sư phong thánh, để cho mình tìm kiếm. Chẳng lẽ, không ở nơi này? Cái gọi là phong thánh đài cũng là giả. Trương 1525, phong thánh học hội 1 tự nhiên không phải giả, nhưng mà khổng sư ở đây phong thánh, nhưng ngọn núi lớn như thế, người biết vị trí cụ thể ở nơi nào sao? Biết ý nghĩ của hắn, Lạc Nhược Hy nở nụ cười nói. Cái này, Trương Huyền nháy con mắt. Ngọn núi này đỉnh núi bị san bằng, diện tích có mấy vạn mẫu, khổng sư phong thánh, khoanh chân ngồi dưới đất, lại lớn, cũng sẽ không vượt qua một mét vuông, từ địa phương mấy vạn mẫu, tìm ra một mét vuông. Quả thực rất khó. Tìm vị trí chuẩn xác của Khổng Sư Phong Thánh làm gì? Rõ ràng chuyện gì xảy ra, đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Khổng Sư ở đây Phong Thánh, cả ngọn núi đều có thể cảm nhận được khí tức minh mông, đã như vậy, tìm địa điểm chuẩn xác thì có ích lợi gì? Lại nói, coi như tìm được, mấy vạn năm qua đi, lại thêm dị linh tộc phá hư nhiều lần, lại có thể tìm được cái gì? Ta muốn chứng minh một suy đoán trong lòng, hơn nữa, nơi này tất nhiên có Khổng Sư lưu lại ý nghiệp nếu như tìm được, đối với người cũng có ích lợi rất lớn. Lạc Nhược Hy nói, thử một chút đi. Thấy đối phương nói như vậy, Trương Huyền nhẹ gật đầu, Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, thẳng tắp nhìn sang vách đá trước mắt. Ánh mắt như điện, hết thảy chung quanh đều bị phân tích ra. Những chữ thể này, quả nhiên là về sau viết, trong đó ẩn chứa khí tức, rõ ràng khác biệt của khổng sư. Nhìn một hồi, nhịn không được lắc đầu. Những chữ này, đã không có dấu vết của khổng sư lưu lại. Cái gì cũng nhìn không ra. Nhìn không ra. Lạc Nhược Hy nhíu mày. Cũng đúng, trải qua dị linh tộc nhiều lần công kích, khổng sư lưu lại dấu vết, cơ bản đều bị tẩy sạch sẽ, coi như minh lý chi nhãn chỉ sợ cũng bất lực. Minh lý chi nhãn, mặc dù có thể điều tra dấu vết, theo dõi khí tức, nhưng cũng không cách nào vượt qua thời gian mấy vạn năm. Chung quanh thì sao? Chung quanh cũng giống như vậy, đến quá nhiều người khí tức lẫn lộn. Trương Huyền lắc đầu. Phong Thánh Đài, mỗi ngày có không biết bao nhiêu người đi lên, tu luyện, cảm ngộ, lực lượng hỗn tạp, trải qua vài vạn năm, lại muốn dò la xem dấu vết khổng sư lưu lại, hầu như là không thể nào làm được. Như vậy người trước xem nội dung trên vách đá, có lẽ có thể từ bên trong tìm ra cái gì. Trần chờ một chút, Lạc Nhược Hy nói. Đã tìm không thấy dấu vết, chỉ có thể từ những văn tự này vào tay coi như kiểu chữ là hậu nhân bắt trước, nội dung lại là khổng sư lưu lại, có lẽ có thể tìm ra dấu vết để lại. Được, Trương Huyền gật đầu, dương mắt nhìn sang nội dung trên vách đá trước mắt. Thiếu hụt, trong lòng thấp giọng hô, nháy mắt, một quyển sách rơi vào thức hải. Cầm lấy thư tịch, Trương Huyền lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Làm sao vậy? Nhìn thấy biểu tình của hắn biến hóa, lạc nhược khi nhìn qua. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy. Khổng sư lưu lại tâm đắc cùng phương pháp đột phá, dường như cũng không đúng đắn như vậy." Trương Huyền nói. Trên vách tường viết nội dung, sau khi bị thu nhận, Thiên Đạo thư viện lập tức đưa ra thiếu hụt, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có gần 10 nơi. Một phần tâm đắc, còn không phải công pháp, liền có nhiều sai lầm như vậy, đổi lại người khác, hắn có thể tiếp nhận, cho dù là danh sư cửu tinh, cũng sẽ cho rằng đương nhiên. Nhưng Khổng sư, lại để hắn có chút không thể tin được. Dù những sai lầm này, miêu tả rất nhỏ bé, để cho người ta khó mà phát hiện, nhưng dù sao vẫn là sai. Đường đường vạn thế chi sư, thế mà xuất hiện loại sơ hở này, thật hay giả. Không đúng, ý của ngươi là, bộ tâm đắc này có vấn đề. Lạc nhược hy sững sờ. Đúng vậy, bản tâm đắc này, tổng cộng 3.324 chữ, có 9 nơi sai lầm, mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng không hợp phương pháp tu luyện đúng đắn. Trương Huyền nói. Trên đường lên núi, một đường siêu tập, thiên đạo công pháp tòng thánh đột phá thánh giả, đã lấy ra song xuôi, hai hai so sánh, chỗ sai lầm rõ ràng. Khổng sư lưu lại tâm đắc, không có phương pháp tu luyện, không sửa chữa chỗ sai lầm mà nói, đồng dạng sẽ cho người khác lầm lạc, coi như có thể đột phá, cũng không phải tốt nhất. Người có thể nhìn ra sai lầm cơ mà hồng sư lưu lại. Cắt ngang hắn nói, đôi mắt thanh tú của lạc nhược hy lấp lánh nhìn qua. Khổng sư là ai? Vạn thế chi sư, sáng lập chức nghiệp danh sư, đuổi đi dị linh tộc để nhân tộc trung hưng. Công tích bao lớn, nhiều vô số kể. Nhân vật như vậy, đừng nói lưu lại văn chương, coi như lưu lại một chữ, cũng là mục tiêu để vô số người sùng bái học tập, tên này lại còn nói tâm đắc trước mắt, có chín nơi sai lầm. Ở trước mặt nàng nói một chút thì cũng thôi, truyền đi, tuyệt đối sẽ bị danh sư điên cuồng đánh thành đầu heo. Nha, tùy tiện nhìn xem cũng có thể là lý giải của ta không đúng. Trương Huyền sững sờ, lúc này mới nhớ tới nói có chút nhiều, vội vàng xấu hổ cười một tiếng. Thiên đạo thư viện có thể nhìn ra sai lầm, không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại hắn là tiểu nhân vật quy nhất cảnh, một hơi nói ra thiên nhân khổng sư có sai, không khiến người ta hoài nghi mới lạ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1525